tí đúng không? Cái bài này cũng rất là quan trọng này. Đây là một cái bài có nội dung quan trọng nhất trong cái sơ cấp 1 này, đó là gì ạ? Giới thiệu về bản thân nhá. Này sẽ hướng dẫn cho các bạn. Lần trước thì mới chúng ta mới chỉ biết gọi là giới thiệu qua về tên thôi đúng không? Họ tên này. Đấy, thì bài này nó sẽ đi sâu hơn, cái hướng dẫn là tuổi này, đúng không? Quê quán này hay là nghề nghiệp công việc cụ thể này, đúng chưa ạ? Đấy, rồi thì gia đình này, đúng không? Đấy, tình trạng hôn nhân rồi thì sức khỏe các thứ này. Đó, thì sau cái bài này, chúng ta sẽ mỗi bạn có thể là gì sẽ viết cho cô một bài giới thiệu bản thân, sau đó là giới thiệu đúng không? Cái này ví dụ sau này chúng ta có đi xin việc ấy thì chắc chắn là sẽ phải có phần này nhé, bao giờ có cái phần giới thiệu bản thân này. Đấy, nên là cái bài này cực kỳ quan trọng nhá, cực kỳ quan trọng. Rồi nào, hôm nay chúng ta sẽ cùng chuyển sang chủ đề này nhá. Rồi, nghe cô đọc một lần từ mới này. Chia sao, chia sao, kể, kể, suy, suy, tua, tua, ta, ta, nả, nả, của, của, rấn, rấn, Việt Nam, Việt Nam, Trung Quốc, Trung Quốc, Bắc Ninh, Bắc Ninh, Lão công, Lão công, Lão phu, Lão phu, Nữ er, Nữ er, Er tử, Er tử, Chia hôn, Chia hôn, Chu, 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 Lái tử, Lái tử, Ai hào, Ai hào, Xỉ hoan, xỉ hoan, yếu, mấy yếu, tả tiên khoa, tả tiên khoa, pha yếu chen, pha yếu chen, chén, chén. Đó, có một số từ chúng ta đã được học rồi đấy, đúng không? Ừ, nhá, đã giới thiệu gọi là lúc mà cho từ thêm rồi, nhá, bây giờ nó sẽ đi vào từ chính thức nhá. Các bạn đọc cho cô một lần xem nào, Đặng Hương. Ai xem nào? Em cô làm. Ừ, đọc đi em. Chia sao? Chia, đọc lại này, cái... chia sao? Ừ, chia sao? Tua. Ừ. Lát xong. Ừ. Rồi cô nghe được rồi đấy, đọc đi em. Chia sao? Ừ, cái xoay. Ừ. Tua. Ta. Ừ. Nà. Của. Ừ. Rấn. Việt Nam, rồi. Trung Quốc, ừ. Bảy Ninh, Lào Cung, Lào Púa, ừ. Nữ Ở, ừ. Ớt Chữ, đây. Chế Huân, ừ. Chua, ừ. Chu, Lái Chữ, ừ. Ai Hao, Sĩ Huân, Yếu, Mấy Yếu, Tả Tiên Khoa, Pha Yếu Chiên, ừ. Chiến. Ờ, chén, đến chưa nhỉ? Rồi, ok. Đó, bạn khác nào? Lại lần nữa cho cô nào. Ờ, Thảo đâu? Đâu cô em đọc. Ừ. Chia sao? Cấy. Cấy. Xoay. Lại này cấy nhé. Cấy. Ừ. Xoay. Ừ. Tua. Ta. Nả. Của. Rấn. Duyên. Ừ. Nán. Trung Quốc. Bảy Nính. Đảo Cung. Lão búa, nữ ớ, ớ chữ, chia khuân, chia, chua, chia khuân, chủ, chua, chư, lái chữ, ai khao, sĩ khoan, dậu, mấy dậu, tả tên khua, tả tên khoa tên, nhé, ừ, tả tên khoa, pha yếu chen, ừ. Chén. Ờ, chén, được chưa nhỉ? Rồi, ok. Bạn khác đọc lại lần nữa cho cô nào. Ờ, ai đây? Vương đâu? Vương đọc lại lần nữa cho cô đi. Ờ, hôm nay em vừa mới vào. Vừa vào cứ đọc đi. Vừa vào với cả chưa vào cái quan trọng gì. Đọc phía đông cơ mà. Ừ, đọc lại cho cô nào. Chia sao? Ừ. Chia sao? Ừ. Cái. Ừ. Ờ... xoay, xoay. Muộn tí ạ. Tua, tua, ừ. Gì nữa? Ta, ừ. Ta, ta, ừ. Nả, nả, đúng rồi. Búa, ừ. Rấn, rấn, rồi. Duyên Nán, ừ. Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc. Bắc Ninh là gì? Bảy Ninh. Ừ, Bảy Ninh. Bảy Ninh.
Lão cung. Ừ. Lão có. Lão húa nhá. Ừ, lão húa. Lão húa. Ừ. Nữ ở, từ đầu là nữ ở. Nữ ở. Ừ. Ở chữ. Ừ. Chia khuân, đọc lại này, chia khuân. Chia khuân. Ừ. Chùa. Chùa. Ừ. Chủ. Đúng rồi. Lái chữ. Lái chữ. Rồi. Ai. Ai khao. Ai khao. Ai khao. Ai khao. Ừ. Sĩ khuân. Sĩ khoan nhắc lại này, sĩ khoan. Sĩ khoan. Dẫu. Dẫu. Ừ. Mấy dẫu. Rồi. Tả tiên khoa, đọc lại này, tả tiên khoa. Tả tiên khoa. Ừ. Và pha yếu chén. Pha yếu chén. Ừ. Chén. Ờ, chén, được chưa nhỉ? Rồi, ok nhá. Nào, bây giờ chúng ta đi lần lượt vào từng từ nhá. Theo dõi trên slide giúp cô này. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ học một chủ đề đó là chữ của chia sau, chữ của chia sau, giới thiệu bản thân nhé. Rồi, đi nào, chúng ta có động từ chia sau ạ, chia sau nhé, chia sau, giới thiệu, động từ nhé, thằng này sử dụng như một động từ ạ. Chia sau, chưa có thứ sở mới triển đâu, từ này sẽ viết như thế nào đây, cô dẫn qua viết chữ này nhé. Chữ đầu tiên đúng không, nhớ cách viết chưa, lâu lâu không viết đúng không, một này, hai này, được chưa, đấy, viết như kiểu cái mũ trước ấy, đấy, cái mái nhà trước, sau đó này, ba này, bốn. Từ trên xuống dưới đúng không? Từ trái qua phải. Tiếp theo chữ sau này. Đầu tiên các bạn viết cái bộ mịch lên trước đúng không? Viết như kiểu hình zig zag ấy. Đấy. Sau đó hất lên. Nhá. Tiếp tục bên cạnh này. Ngang này. Sổ móc này. Đấy. Sau các bạn phẩy một cái. Bên dưới các bạn viết bộ khẩu cho cô. Được chưa? Đấy. Từ đọc là chia sau. À, chia sau. Giới thiệu. Rồi. Tiếp theo này, chúng ta sẽ có một cái công thức, một cái công thức này, đó là hành động, một cái động từ nào đấy nhá, một cái động từ nào đấy. Sau đó đằng sau chúng ta sẽ cộng cái từ này cho cô này, từ đọc là ý xa nhá, ý xa, ý xa. Vậy thì cái công thức này nó sẽ biểu thị cái gì? Biểu thị là gì ạ? Chúng ta thực hiện một hành động nào đấy trong một khoảng thời gian gọi là ngắn gọn thôi nhá. Biểu thị thực hiện một hành động nào đấy trong một thời gian ngắn. Đó. Thì chúng ta sẽ sử dụng công thức đó là động từ cộng với từ ý xa, ý xa. Vậy ví dụ chẳng hạn như là gì ạ, trước khi mà chúng ta muốn giới thiệu xem là tôi tên gì đúng không, tôi họ gì, tôi năm nay bao nhiêu tuổi đúng không, thì thường là chúng ta sẽ hay có cái câu mở đầu. Vậy đây sẽ là cái câu mở đầu khi mà chúng ta muốn giới thiệu bản thân mình với người khác này. Thì chúng ta sẽ nói đơn giản đó là gì thôi, tôi xin được giới thiệu một chút, hay là tôi xin được giới thiệu một một lát đúng không ạ. Nhá, tức là biểu thị cái hành động giới thiệu của mình làm sao đây, nó chỉ trong một thời gian ngắn thôi, tức là giới thiệu gọi là ngắn gọn thôi. Vậy mình sẽ nói là ủa chia sau ý xa, ủa chia sau ý xa, được chưa? Đấy nhá, có thể chép câu này vào. Ủa chia sau ý xa. Nǐ mēn hǎo, đúng không? Ủa chia sau ý xa. À, chào mọi người, tôi xin được giới thiệu một chút. Đấy, sau đó ví dụ các bạn sẽ giới thiệu tiếp là gì? Ủa xin rǎn, ủa chào a khứa, đúng không? Tôi họ Nguyễn, tôi tên là Hà, ví dụ như vậy. Đấy. Rồi đọc lại cho cô mấy cái câu này một lần nhá. Vì nhà chị Dinh đâu? Chị Dinh đọc lại mấy cụm này nào. Chia sau. Ừ. 一下，一下，嗯，我介绍一下，嗯，好， rồi ok. Bạn khác nào? Thì nhờ anh Lân đâu? Anh Lín nào? Vâng. Chia sau. Ừ. Y. Ý. Anh đổi lên nhé. À, viết là y nhưng mà khi đọc mình đổi lên đọc là ý xa. À, ý xa. Ý xa. Ừ. 我介绍一下. Đây, anh Rúng nào Nhung? Chia sau. Ừ. Ý xa. Ừ. Ý xa. Ừ, hảo. A Linh nào, Linh?
我介绍一下。Ừ, 我介绍一下, được chưa? Rồi, ok. Nào, bây giờ cô sẽ có một cái đoạn tiếng Việt ngắn ngắn như thế này nhá. Chúng ta sẽ, các bạn sẽ chuẩn bị cho cô, cho các bạn nửa phút để chuẩn bị này. Bạn sẽ dịch cái đoạn này ra cho cô nhá. Ở chỗ họ này thì bạn tự điền họ của mình vào, tên thì tự điền tên của mình vào, đúng không? Sau cô sẽ gọi nói nhá. Chào mọi người, tôi xin được giới thiệu một chút, đúng không? Tôi họ gì, tôi tên là gì và quen biết mọi người tôi rất vui. Đấy, ví dụ như vậy. Ừ, nào, sẽ nói như thế nào đây? Ăn mấy trước đi, chị Mai trước đi xem nào. Lần lượt từng người nhá, tôi gọi một số bạn này. Chị Mai nghe thấy chưa? Rồi ạ. Ừ, rồi nào, chào mọi người. Chào mọi người, chúng ta có thể chào như thế nào? Ta chào hảo. À, đây, ta chào hảo, hoặc nỉ mất hảo cũng được. Ừ, của gì? Hoặc là, tôi hảo. Ủa, chia sao ý xa. Đây. Ủa, xin chấn. Ừ. Ủa, treo ai mấy. Ừ. Dân sư lỉ mân... ủa khẩn cao sinh. À, tuệ đúng rồi, rất tốt. Anh Hà Thanh nào, xe xuê ben. Anh Hà Thanh giới thiệu lại nào. Vâng ạ. Ta cha khảo. Ủa chia sao ý xa. Tuệ. Ủa xin khứa. Ừ. Ủa treo a khứa. Đâu A Trinh nhé, anh là họ Hà nhé. Vâng, dân sư, của treo A Trinh. Đây. Dân sư Lý Mân, của khẩn cao sinh. À, đây, đúng rồi, rất tốt. Bạn khác nào, biết đạo thống chế Đặng Hương nào, chắc chơi bên. Cô là Lý Mân Hảo, của chia sao ý xa, của sinh tâm, của treo A Trinh. Dân sư Lý Mân, của khẩn cao sinh. Đây, đúng rồi. Dinh nào. Ta cha hảo, của chia sao ý xa. Lại nào, của chia sao ý xa nhé. Ừ, lại câu đấy, của chia sao ý xa. Của chia sao ý xa. Của xinh dáng, của treo a ính. Rất xin lý mân, của hẳn cao xinh. À, tuệ, đúng rồi, được chưa nhờ. Bạn hát lần nữa nào, anh Mạnh đâu, Amân. Đây, đây, cô. Ừ. Lý mân hảo, của chia sao ý xa. Của sinh lý, của treo a mấng, a mấng nhé, a mấng đọc là a mấng, dân sứ lỉ mân, của rể hẳn cao sinh. À, tuệ đúng rồi, rất tốt. A sinh nào, Hạnh. Dạ, lỉ mân khảo, của treo sao ý xa, của sinh tu, của treo a sinh, dân sư lỉ mân, của khẩn cao sinh. À, tuệ. À, Ngân Khánh nào. Chia sao ý xa. Ừ. Ta chào hảo, của chia sao ý xa. Của sinh núng, của treo a ín. Xin mân, của có sinh. À, đây đúng rồi, rất tốt, được chưa? Nhá, rồi, ok. Đã, như vậy là chúng ta lại có thể là có cái câu mở đầu, đúng không? Trước khi mà đi vào giới thiệu tên gì, họ gì rồi, đúng không? Đó. Tiếp theo nào, là cái từ số 2. Cái từ này đọc là gì đấy ạ? Cẩy. À, cẩy. Từ này có thể sử dụng như một động từ nhá. Hoặc cũng có thể sử dụng như một giới từ. Từ này sẽ có hai chức năng. Một là động từ, hai là giới từ. Đấy. Nó đều cùng nghĩa. Đó. Sẽ dịch là đưa cho ai cái gì nhá, đưa cho ai đó cái gì. Đó. Mình sẽ sử dụng như một động từ này, đọc là cái. Từ này sẽ vẽ như nào, viết như nào. Đây, vẫn viết từ trái qua phải đúng không, từ trên xuống dưới này. Như vậy chúng ta viết cái bộ này trước, một này. Đấy. Hai này, được chưa? Sau hất nó lên nhá, bên phải này, mũ trước đúng không, viết cho cái mũ trước này. Đấy. Sau đó ngang, bên dưới là bộ khẩu, đúng chưa? Đấy. Nhớ là từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Cái đưa cho hoặc là cho ai cái gì. Nào, ví dụ của câu này, mẹ cho tôi tiền đúng không ạ? À, nào đầu tiên cô hướng dẫn qua chữ tiền nhé. Tiền trong nội dung đọc là gì ạ? Từ cuối cùng ở trong phần từ mới. Chén. Ờ, chén. Chén. Đúng không nhỉ? Chén. 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 Rồi, cô hướng dẫn viết chữ tiền nhé. Chữ tiền sẽ viết như thế nào đây? Chén này, 1 này, 2 này, đấy. Sau đó này, 3, 4 này, 5, hất nó lên. Cái bộ này nó giống cái chữ gì? Có ai phát hiện ra cái bộ này nó giống cái chữ gì không? Giống cái chữ gì nhỉ? À, rồi chữ ín trong từ ín kháng nhớ không, ngân hàng ấy ạ. Ờ đấy nhá. Như vậy là cái bộ này gọi là bộ kim đấy, các bạn có nhớ không ạ? Đó, lần trước cô khi mà học từ ngân hàng cô có giới thiệu rồi, bộ kim tức là liên quan đến vàng bạc, tiền bạc đúng không? Vậy thì tiền mà, đó, như sẽ chắc chắn sẽ có cái bộ kim này hoặc liên quan đến kim loại nữa nhá. Rồi, tiếp theo này, bên cạnh chữ này thì mình sẽ viết hai nét ngang cho cô. Đấy, hai nét ngang này.
các bạn một cái nét cong cong và móc lên như này. Đấy, sau đó phẩy này và chấm một cái nhá. Lại một nữa này. 1 này, 2 này, được chưa? 3 này, 4 này. Đấy, hất là lên. Bên phải nhá, hai nét ngang. Đấy, nét phẩy móc như này lên, phẩy và chấm, được chưa? Chén tiền ạ, phía đông của nó này. Rồi, như vậy câu là mẹ cho tôi tiền đúng không? Thì mình dịch lần lượt thôi. Vậy câu này sẽ nói như thế nào nhỉ? Mama cái của chén. Ờ, gì nhỉ? Mama, tuổi gì nữa? Cho tôi thì là gì? Cái của, đúng không? Ừ. Tiền thì là chén, đúng rồi. Mama cái của chén, nhá. Đấy. Thảo nào, ví dụ nói cho cô câu này đi. Nào, chúng ta cùng ôn lại con số một chút nhá. Mẹ cho tôi 1 triệu nào. Vậy bây giờ em sẽ biểu đạt như thế nào? Mẹ đưa cho tôi 1 triệu. Nào, chúng ta có nhớ cách nói 1 triệu không? Vậy bây giờ nếu không nhớ thì phải viết số ra. Sau đó chúng ta sẽ làm sao? Đếm lùi đúng không? Ừ nhá. Nào, mẹ đưa cho tôi 1 triệu. Thảo đâu? Thảo nói cho cô đi. Ủa ma mà cái ủa. Nào, như vậy 1 triệu. Đúng rồi. Y gì? Y bảy quan. Rồi đúng rồi, rất tốt. Như vậy sẽ nói là ủa ma mà kế của y bảy quan đúng không? Ừ. À mấy nào chị Mai, ví dụ nói là chồng đưa cho tôi 2 triệu rưỡi đi. Nào, chồng tôi đưa cho tôi 2 triệu rưỡi. Lão cung kế của. Ừ. Nào, 2 triệu rưỡi sẽ viết như thế nào? Lẻng. Đây, cô viết ra sau đó chúng ta sẽ tách nhá. Đây, như vậy tách lẻng bảy ủ sứ quan. Rồi đúng rồi, lão công kế của lẻng bảy ủ sứ quan, hiểu không chưa? Đó, tiếp nào bạn khác nhá. Ví dụ nói là gì đây? Nhung. Ví dụ nói là giám đốc Vương đúng không? Giám đốc Vương đưa cho tôi 250.000. Nào, giám đốc Vương đưa cho tôi 250.000. Quang lão sư. Kế của. Quang chính lý kế của. 250.000 sẽ đọc như nào? Đây, em sẽ tách đến đây, lùi 4 chữ số này. Chỗ này còn bao nhiêu? 25. 25 sẽ đọc như nào nhỉ? Sau đó cộng với quan đúng không? Như vậy sẽ nói là quán chi lý kế của 25 đúng không? Nhá. Như vậy chị Ngọc Linh nào? Giám đốc cô giáo thầy giáo Vương đi, thầy giáo Vương đưa cho tôi bao nhiêu tiền bây giờ đây? Đưa cho tôi 120.000 nào, thầy giáo Vương đưa cho tôi 120.000. Đấy, chúng ta luyện lại con số một chút. Ngọc Linh đâu? Hoàng lão sư cái của. Đây. 120.000. Y bài. Đâu? 120.000 thì lùi 4 rồi, chỗ này chỉ còn 12 thôi, 12 em đọc như nào? Sứ ở. Sứ ơ, đọc là sứ ơ. Sứ ơ. Sứ ơ gì? Không, phải cộng với quan chứ. 4 chữ số cơ mà. Nha, đấy, xem lại bài con số đi nhá, đọc số này chưa được đâu. Ừ, như vậy sẽ phải nói là quán lão sư kế của sứ ơ quan, đúng chưa? Ừ, đấy, như vậy là chúng ta có chữ kể nhá. Ừ, đó, đưa hoặc là đưa cho, đúng không? Hoặc là gì? Cô giáo đưa cho tôi sách nào. Sách là cái gì? Cô dạy chữ sách chưa? Su. Su. Cô dạy rồi đúng không? Ừ, su. Như vậy câu này sẽ nói như thế nào? Quỳnh Anh đâu? Giáo sư với cô. Gì nhỉ? Quỳnh Anh. Ừ, cô giáo đưa cho tôi sách. Lão sư gửi của su. Ừ, đây, đúng rồi. Lão sư gửi của su đúng không? Ừ, nhá. Rồi, ok. Làm lại cho cô hai câu này lần nữa nào, Đinh Vương. Mama cậy của chén. Lão sư cậy của su. Cậy em đổi đấy, cậy với của thì em đổi là cậy của. Ừ, cái của su đúng không? Chị Hoa nào, ác hứa. Sai chú em. Cậy á. Cậy. Mama cậy của chén. 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 Mama cậy của chén. Lão sư cái của su. Ừ, lão sư cái của su, hiểu chưa nhá. Phương nào, Phương học lại nữa cho cô nào. Mama cái của chén. Lão sư cái của su. À, đây đúng rồi, hiểu chưa.
Tiếp theo nào, chúng ta sẽ có cấu trúc. Lúc nãy chúng ta chỉ nói là tôi giới thiệu một chút thôi đúng không? Thế nếu bây giờ chúng ta muốn biểu thị câu nó dài hơn, ví dụ bây giờ em muốn nói là tôi xin được giới thiệu cho các bạn một chút, hay là tôi xin được giới thiệu cho mọi người một chút, thì bây giờ mình có thêm cái cụm từ cho mọi người. Bây giờ cái từ cho mọi người nó sẽ vứt ở đâu? Vậy bây giờ này, công thức đó là A, giới thiệu cái gì gì đó cho B nhá. Thì lúc này này, tiếng Trung nó sẽ phải nói như sau. Tiếng Việt của mình ấy, cái cụm cho B đúng không? Cho ai đấy là thường nó sẽ vứt xuống cuối. Nhưng mà tiếng Trung nó sẽ nói như thế này. Nó sẽ nói là A, sau đó phải đến kẩy B, tức là cái cho B này bây giờ phải đưa lên trước. Đấy, A giới thiệu, ví dụ giám đốc Vương cho B đúng không? Thì bây giờ lại phải A cho B trước, sau đó mới đến hành động giới thiệu nhá. Vậy nó sẽ nói là A kẩy B này, sau đó mới đến từ gì ạ? Chia sau. Đó, đằng sau sẽ là gì? Một cái gì đấy chúng ta đang chuẩn bị giới thiệu, hiểu chưa? Đấy, nhá, như vậy cái này nó sẽ nói công thức đó là A kẩy B chia sau. A giới thiệu cho B cái gì gì đó đúng không? Ừ, đấy. Phải đổi ngược lên nhá. Chúng ta hay nói ngược đấy, chúng ta hay nói ngược. Đây ví dụ cô lấy ví dụ như thế này. Tôi giới thiệu một chút cho các bạn. Nào, bây giờ chúng ta phải đi phân tích này. Tôi giới thiệu một chút cho các bạn. Vậy trong câu này đâu là A đây? Tôi. Tôi sẽ là A. Giới thiệu cho ai? Cho các bạn, đúng không? Vậy các bạn ở đây sẽ là gì? B. Đúng không? Các bạn sẽ là B. Đúng rồi. Vậy thì bây giờ sẽ phải đổi lên như nào? Của. Gì đây? Đúng rồi. Sau đó đến động từ, đúng không? Chia sau. Ý xa, thì đúng chưa? Đấy, chúng ta phải nói thế thì nó mới đúng ngữ pháp nhé. Nên chúng ta cứ hay nói là ủa chia sau ý xa kế nhỉ mân. Thực ra thì văn nói chúng ta nói như thế người ta vẫn hiểu nhá. Thế nhưng để ví dụ đi thi ấy, đi thi là chúng ta phải nói theo đúng chuẩn ngữ pháp của người ta, đúng không? Đấy, phải nói như này mới được điểm này. Vậy sẽ phải nói là ủa kế nhỉ mân chia sau ý xa, nhớ nhá. Đấy, giới thiệu cái gì đấy cho ai thì phải cho lên trước, cho lên trước xong mới đến động từ, đúng không? Đấy, như vậy chúng ta muốn nói câu dài hơn thì sẽ biểu đạt câu này cho cô nhá. Hay hơn cái câu lúc nãy đúng không? Câu lúc nãy chỉ ngắn gọn là ủa chia sẻ ý sao. Bây giờ là ủa kế nhỉ mân chia sẻ ý sao. Đấy. Hoặc nào, ví dụ cô câu số 2, giáo viên giới thiệu giám đốc Vương cho tôi. Nào, giáo viên giới thiệu giám đốc Vương cho tôi. Như vậy ai sẽ là A đây? Ai là A đây? Giáo viên. Giáo viên sẽ là A này. Giới thiệu cho ai? Quán chứ. Đâu giới thiệu phải giới thiệu cho tôi. Tôi mới là B ở đây, đúng chưa? Tôi mới là B này. Đấy. Còn giới thiệu cái ông giám đốc Vương này, hiểu không? Còn giới thiệu cho tôi cơ mà. Vậy bây giờ phải nói như nào nó mới đúng ngữ pháp nhỉ? Đúng rồi. Chia sau quán chính lý. Ừ, tôi họ, lão sư kế của chia sau quán chính lý, đúng không? Đấy, như vậy chúng ta phân tích đúng thì nó sẽ làm đúng được nhá. Đó. Bạn đọc lại cho cô hai câu này lần nữa nào. Anh Hà Thanh nào. Vâng. Ủa cái lý mân chia sao ý xa. Lão sư cái ủa chia sao quán chinh lý. Sư cái ủa. Rồi ok, bạn khác nào? Gì nhỉ? Anh Lín đâu? Anh Lân. Vâng. Ủa cái lý mân chia sao ý xa. Lão sư cái ủa chưa sao quán sinh nỉ. Hảo, được chưa nhỉ? À Dũng nào Nhung? Wo gei ni men jie shao yi xa. Lão sư gei wo jie shao wang jing li. À nào, bây giờ dịch cho cô câu này nhá. Tôi giới thiệu bạn trai cho bố mẹ. Nào, tôi giới thiệu bạn trai cho bố mẹ. Bây giờ câu đấy sẽ biểu đạt như thế nào? Xin mời một bạn nhá. Phương thử nói cho cô xem nào. Tôi này giới thiệu bạn trai cho bố mẹ. Cú cẩy ba và mama chia sao nam phương hiểu. Đúng rồi, rất tốt, hiểu chưa nhá. Tiếp nào, Hạnh đâu? Hạnh nói lại cho cô đấy lại lần nữa nào. Tôi giới thiệu bạn trai cho bố mẹ nào. Của cái ba và mama chia sao nam phương hiểu. À đây, nam phương hiểu đúng không? Vương nào, tôi giới thiệu cho bố mẹ bạn gái nào thì sẽ nói như nào? Vương có đấy chưa? Ủa kể nỉ mân giới thiệu cho bố mẹ cơ. Ủa kể pa pa mama. Ủa kể pa pa chia sao nỉ. Chia sao nỉ gì? Nỉ bạn gái là gì? Nỉ phẳng yêu. Đúng chưa? Đúng rồi. Nỉ phẳng yêu đúng không? Ừ, rồi ok, hiểu không? Cái bài nỉ phẳng yêu là học trong bài số 5 rồi đấy, đúng nhá. Ok, tiếp theo này chúng ta mở rộng công thức hơn nữa nhá. Cái từ cẩy này, ngoài trong cái cụm đó là giới thiệu cho ai cái gì đấy ra, chúng ta sẽ mở rộng thành một công thức chung. Một công thức chung đó là gì ạ? Khi chúng ta muốn biểu thị A
làm một cái hành động gì đấy cho B nhá. A làm một cái hành động gì đấy hay làm một cái việc gì đấy cho B. Đấy, chúng ta mở rộng công thức ra, không cứ gì với động từ chia sao cả, với bất cứ các động từ khác cũng như vậy. Khi chúng ta muốn nói A thực hiện một hành động gì đó cho B thì chúng ta sẽ phải nói là A cẩy B, sau đó mới đến động từ và mới đến tân ngữ nhá. Đấy, cô lấy ví dụ như thế này. Ở trong sách chúng ta sẽ có hai từ, ngon, cô cho thêm hai từ đấy gần cuốn cuối ấy, đó là từ gọi điện ạ. Chúng ta có động từ gọi điện trong chương đó là gì đấy? Tả tiên khoa. Tả tiên khoa, chúng ta nhìn thấy từ đấy chưa? Rồi cô hướng dẫn qua chữ tả tiên khoa nhé. Chữ tả sẽ viết như thế nào? Ngang trước này. Đấy, sao các bạn viết sổ móc lên. Hất này, đúng không? Tiếp tục bên cạnh này, ngang này. Đấy, sổ móc, đây là chữ tả nhé. Hai cái từ này ở gần cuối cùng ấy ạ. Gần cuối cùng ở phần từ mới đấy. Chữ ten này. Đấy, chưa? Chúng ta viết như kiểu ô vuông trước ấy. Đấy, sau đó một nét gạch ngang bên trong. Sau ở giữa này các bạn sổ ngang và móc vào lên. Đấy, đây là chữ ten. Chữ khoa này. Đấy, cứ lần lượt từ trái qua phải thôi đúng không? Bộ ngôn trước. Đấy, sau đó phẩy này, ngang này. Đấy, sổ xuống. Và bộ khẩu nhá. Như vậy mình có hành động tả tiên khoa có nghĩa là gọi điện. Vậy bây giờ ví dụ cô có câu này, giám đốc gọi điện cho tôi. Vậy thì ở đây giám đốc sẽ là A này, đúng chưa? Gọi cho ai? Gọi cho tôi. Vậy thì tôi sẽ là B, đúng không? Đấy, và ở đây hành động là gọi điện. Vậy câu này sẽ phải nói như thế nào mới đúng ngữ pháp nhỉ? Quán trinh lý kế của tả tiên khoa. Ừ, đúng rồi, ở đây chính sẽ lý. Là trinh lý thôi, trinh lý chung chung thôi. À, trinh lý kế của, đúng rồi, tả tiên khoa. Kế của. Ừ. Đấy, nhá, được chưa? Đấy, như vậy sẽ nói là trinh lý kế của tả tiên khoa. Vậy nhớ nhá, làm cái gì đấy cho ai thì nhớ là chúng ta phải tìm ra cái thằng cho cái hành động B này, đưa lên trước cho cô. Đấy, sau đó mình đến động từ thì nó sẽ đúng ngữ pháp. Nhé. Trinh lý kế của tả tiên khoa. Còn nhiều bạn khi mà nói, các bạn cứ nói là gì, trinh lý tả tiên khoa kế của cũng được, đúng không ạ? Đấy là cô đang nói là văn nói. Văn nói thì nhiều khi là chúng ta không cần phải quá chuẩn chỉ ngữ pháp thì vẫn được, vẫn chấp nhận được nhá, người ta vẫn hiểu. Đó, nhưng mà đã là đi thi ý, mà theo kiểu dạng viết các thứ là chúng ta phải đúng ngữ pháp. Đó. Hoặc ví dụ cô có từ đó là gửi mail, đúng không ạ? Hành động gửi mail ở trong sách có từ này, đó là pha yếu chen. Pha yếu chen. Nào, chữ pha yếu chen sẽ viết như thế nào đây? Nhìn thấy từ ở trong sách chưa? Có từ đấy đúng không? Chữ pha này. Pha trong cái từ pha in đấy, lần trước mình học từ pha in là phát âm rồi đấy. Đấy nhá. Pha này, đúng chưa? Yếu này. Yếu thì đầu tiên các bạn vẽ như kiểu ô vuông trước đúng không? Sau đó một nét ngang bên trong này. Đó, sau đó một nét sổ. Nét sổ này thì dài lên nhá. Đấy, kéo dài lên, đóng nó vào. Bên cạnh chúng ta viết bộ ấp đấy. Đó, viết như số kiểu số 3 trước ấy. Đấy, sau sổ xuống, đúng chưa? Yếu. Đấy, chữ chen này. Bộ nhân đứng trước, đúng không? Bên trái trước này, bên phải này, một nét phẩy này và hai nét ngang, đúng không? Sau sổ xuống nhá. Đấy, từ này đọc là pha yếu chen, pha yếu chen. Gửi mail. Vậy cả câu này sẽ biểu đạt như nào? Tôi gửi mail cho giám đốc nào. Ủa cái trinh lý pha yếu chen. Ừ, đúng rồi, sẽ là ủa kệ gì? Ờ, trinh lý pha yếu chen, đúng không? Ừ, ủa kệ trinh lý pha yếu chen, hiểu được chưa? Đấy, nhá. Đấy, vậy chúng ta mở rộng cái công thức mình ra. Sau này chúng ta học rất nhiều động từ khác nữa. Đó. Làm cái gì đấy chỉ cần cứ là làm cái gì đấy cho ai thì mình sẽ đổi cho ai lên trước, sau đó mới đến động từ, đúng không? Rồi, đọc lại cho cô hai câu này nhá. Đặng Hương nào. Câu là trinh lý kế của tả tiên khoa. Của kế trinh lý pha yếu chen. Ừ, đúng rồi. Thảo nào, á Thảo đâu? Chơi túi bên. Trinh lý kế của tả tiên khoa. Của kế trinh lý pha yếu chen. Ừ, đúng rồi, được chưa nhỉ? À, bây giờ mở rộng nhá, ví dụ dịch cho cô câu này đi. Tôi gọi điện cho bố đúng không? Ừ, thì câu này sẽ biểu đạt như nào? Ngọc Linh, tôi gọi điện cho bố nào? Của cây. Úa kể, à, em đổi lên úa kể. Úa kể ba ba ta tên khoa. À, đọc rõ thanh điệu vào nhá. Úa kể ba ba ta tên khoa. Lại này nữa nào. Úa kể ba ba tả tiên khoa. Ừ, đây, được rồi. Anh Lân nào, tôi gọi điện thoại cho vợ nào. Vợ. Úa kể lão cúa tả tiên khoa. Ừ, hoặc là tôi gửi mail cho cô Vương đi, đúng không? Tôi gửi mail cho thầy giáo Vương đi. Vâng. Úa kể quán trinh lý. Thầy giáo. Thầy giáo. Quán lão sư. Quán lão sư. Ừ. Quán lão sư. Pha yếu chen. Đây, đúng rồi. Uống cải quán lão sư pha yếu chen, đúng không? Nhá, rồi, ok. Đấy, vậy chúng ta hiểu cái công thức này chưa? Đấy, nhá, như vậy với một từ cải thôi nhưng chúng ta mở rộng rất nhiều, đúng không? Ok, tiếp theo nào. Chúng ta có từ gì đây ạ? Ta. Ta.
Ta là tính từ, mang nghĩa là gì đấy? To, đúng không? To hoặc là lớn nhá. Có thể dịch là to hoặc là lớn. Chữ này viết như nào? Chữ này gì dễ, rất là dễ viết thôi, đúng không? Cái gì trước? Ngang trước này, đúng không? Đấy, cho nó phẩy này, mark. Cái này giống cái gì? Giống thai. Ờ, đúng rồi, thai, gần gần thai. Giống chữ thai. Chữ thai thì phải thêm cái dấu chấm bên trong, đúng không? Ừ, đúng rồi, thai thêm dấu chấm bên trong. Còn ta thì không có dấu chấm bên trong đâu nhá. Được chưa? Rồi. Đấy, chữ này ta là to lớn. Ví dụ nói là công ty to á, hoặc là công ty lớn thì phải nói cái gì trước? Ta trước ạ. Ừ, đúng rồi, lại phải nói ta trước nhá, to trước, đúng không? Xong rồi đến công ty. Đấy. Trong trứng chung nhá, những cái cụm danh từ ấy, những cái cụm danh từ, những cái thành phần nào là bổ sung ý nghĩa cho danh từ thì nó sẽ thường vứt đằng trước, đúng không? Vứt đằng trước. Đấy, như vậy công ty lớn tức là lớn ở đây chỉ là mang tính chất bổ sung ý nghĩa cho cái từ công ty thôi, công ty mới là chính. Đấy, như vậy là những thành phần bổ sung ý nghĩa trong cụm danh từ là bao giờ nó vứt lên trước danh từ, sau đó mới đến danh từ. Như vậy phải nói là ta cùng sư, đúng không? Đấy. Đối lập với to sẽ là gì? Nhỏ. À, có cho luôn từ nhỏ này, nhỏ trong chung đó là gì biết không? Xiao. Ờ, xiao. Đây đúng rồi, đây nó sẽ viết như thế này, xiao. Âm Hán Việt là tiểu đấy. À, ta mà âm Hán Việt là đại đấy, đúng không? Đại tức là lớn đấy. Đấy, xiao âm Hán Việt là tiểu có nghĩa là nhỏ đấy. Đó, chúng ta có từ xiao lán các thứ đấy, đúng chưa? Đấy nhá, như vậy xiao mà đúng của mình là tính từ có nghĩa là nhỏ. Đấy, đối lập với từ ta nhá. Yeah. Đấy, ta xiao. Rồi nào, ví dụ không quá to đúng không? Hay là không to lắm thì sẽ đọc như thế nào đây? Một bạn đọc cho cô các cụm này xem nào. Hồng Hạnh nào. Không bú thai ta. Em phải đổi chứ, bú thai, nhớ chưa? Bú thai. Thai ta. Ừ, bú thai ta. Rất to thì sẽ là khẩn ta. Ừ, nhỏ nào, nhỏ đọc là xẻo. Ừ, xẻo, rất nhỏ thì sẽ biểu đạt như nào? Khẩn xẻo. Khẩn đổi lên đúng không? Xẻo, khẩn với xẻo phải đọc là khẩn xẻo. Ừ, khẩn xẻo. Không quá nhỏ hoặc là không nhỏ lắm thì sẽ là gì? Bú thai xẻo. Bú thai, bú thai xẻo. Ừ, đúng rồi. Nào, ví dụ dịch cho cô câu này nhá. Công ty của bố tôi không to lắm. Nào, công ty của bố tôi, có nhớ được câu này không? Công ty của bố tôi thì bây giờ phải nói cái gì lên trước? Công sư tọ. Sai. Ba ba tọ. Công của ba ba. Nhớ chưa? Ừ, rồi đúng rồi. Công ty của bố tôi cơ mà. Ừ. Ba ba. Của ba ba tọ công sư. Của ba ba. Đúng rồi. Đây, như vậy nào, nhớ cái cấu trúc mà, cái cụm mà khi mà có từ của không? A của B đúng không? Thì phải đổi ngược lại là gì? B tợ A, đúng chưa? Như vậy, công ty của bố tôi thì phải đổi bố tôi lên trước, công ty đằng sau. Ừ, như vậy phải nói là bố tôi thì phải nói là của papa. Của papa. Tợ công sư. Tợ công sư. Khẩn gì? Bố thai. Bố thai ta. À, đúng rồi, nói lại cả câu lại nữa cho cô nào. Của papa. Công sư tợ của papa. Sai. Bố tôi. Lại. Công ty của bố. Của papa. Tợ công sư của thai ta. À, được chưa nhá? Của papa tợ công sư của thai ta. Đúng không? Ừ, đấy. Được chưa? Ừ, rồi. Như vậy chúng ta có từ ta nhá. Mới xẻo. Tiếp theo nào. Dẫu. Dẫu học chưa? Rồi đúng không? Ừ. Dẫu biểu thị là gì đấy? Động từ có cái gì đó nhá. Và thường chúng ta hay có cái công thức chung của nó đó là gì? A dẫu B. Đúng không? Ừ, A dẫu B. Đấy, trong đó này A, B thì thường nó sẽ là hay là các cụm danh từ hoặc là các danh từ hoặc là các cụm danh từ, đúng không? Tức là biểu thị là A có B nhá, A hiểu B. Thì chúng ta học rồi. Nào, dịch cho cô mấy câu này xem nào. Tôi có anh trai nào thì sẽ nói như thế nào đây? Chị Hòa nào, tôi có anh trai. Tôi hiểu cơ cửa đúng không? Ừ, tôi hiểu cơ cửa nhá. Tiếp nào, hoặc ví dụ cô có câu là cô ấy có tiền thì bây giờ sẽ nói như thế nào? Tha hiểu chén. Tha gì? Tha hiểu chén. Ừ, đúng rồi, tha hiểu chén, được chưa nhá? Rồi, nào bây giờ mỗi một bạn sẽ tự nghĩ ra xem là mình có cái gì nhá. Cô sẽ hỏi là ní hiểu sở mơ, đúng không? Ní hiểu sở mơ tức là gì? Ní hiểu sở mơ. Ní hiểu sở mơ, bạn có cái gì đúng không? Nào bây giờ trả lời xem nào. Đặng Hương, ní hiểu sở mơ. Của hiểu mây mây. Ừ, hiểu mây mây đúng không? Ừ. À, gì nhỉ? Âm ưng, mình nói ní hiểu sở mơ.
có rất nhiều danh từ chúng ta có thể nghĩ ra được mà. Ừ. Hiểu lão phúa. À, tôi muốn hiểu lão phúa đúng không? Tôi Phương, A Phan, nghĩ hiểu gì không? Ừ, hiểu sổ chi. À, rất tốt, hiểu sổ chi. Ừ, sổ chi là gì các bạn có biết không ạ? Ừ, đây bạn này có một cái từ mới này. Sổ chi, điện thoại di động ạ. Điện thoại di động. Rồi, đúng rồi, sổ chi nhá. Đấy. Sổ chi. Sổ chi. Rồi, rất tốt. Ta hiểu sổ chi đúng không? Của mình đâu hiểu sổ chi. À, của mình đâu hiểu sổ chi là gì? Tôi hiểu. Tôi hiểu. À, anh Hà Thanh đúng không? À, tôi đúng rồi, rất tốt. Anh Hà Thanh còn mở rộng câu hơn nữa. Ủa hiểu khẩn tua phẩm nhiều rồi, rất tốt. Ừ, tôi có rất nhiều bạn đúng không ạ? À, tôi đúng rồi. Bạn khác nào? Ừ, Ngân Khánh, nghĩ hiểu sớm không? Bây giờ lẻng cơ hái chữ. Ừ, tôi nhớ lẻng cơ hái chữ đúng không? Có hai con. Tôi họ. Bạn khác sẽ nào? Thảo, nghĩ hiểu sớm không? Em có trả lời nào cũng được à? Ừ, miễn nào. Thì em hiểu chưa? Ờ, ủa hiểu. Hẳn xoay cưa cửa. À, ủa hiểu cưa hẳn xoay thật cưa cửa. Đúng rồi, rất tốt. À, có một anh trai rất là đẹp trai đúng không ạ? À, tuệ. Hiểu hẳn xoay thật cưa cửa. Ừ, có anh trai rất là đẹp trai. À, nì đã cưa cửa yếu nghỉ phóng nhau mà. Thảo, nì đã cưa cửa yếu nghỉ phóng nhau mà. Mấy hiểu. À, ta mới hiểu nghỉ phóng nhau đúng không? Đấy nhá, như vậy bạn nào chưa có nắm phóng nhau liên hệ bạn Thảo nhá, được chưa? Rồi, ok. Đó. Đấy, như vậy chúng ta có chữ hiểu đúng không? Phủ định nào? Vậy thì phủ định của hiểu thì mình phải dùng gì? Có dùng bu không? Đúng mấy hiểu. Ừ, đúng rồi, nhớ nhá. Bình thường ấy, tất cả các động từ khác khi phủ định thì thường chúng ta hay dùng bu để phủ định. Nhưng riêng chữ hiểu nhá, không bao giờ có cách nói bu hiểu cả. Chỉ có cách nói mấy hiểu thôi. Đấy, nhớ nhá. Vậy mấy hiểu không có cái gì đúng không? Vậy mình sẽ ai nói là A mới hiểu B đúng không? Nào, tôi không có em trai. Dinh nào, tôi không có em trai. Ừ, lại tắt mic rồi đấy Dinh ạ. Ủa mấy hiểu, tì tì. Đây, đúng rồi, ủa mấy hiểu, tì tì đúng không? Ừ. Anh ấy không có tiền nào, chị Hòa. Anh ấy là tham ăn mấy hiểu chém. Ừ, tha thôi đúng không? Ừ, tha mấy hiểu chém, được chưa nhá? Nào, nghỉ mấy hiểu sớm mơ. Thì bây giờ cô hỏi các bạn xem các bạn không có cái gì thế nào. Nhung, nghỉ mấy hiểu sớm mơ. Ừ. Của mấy hiểu. Của mấy hiểu. Thế sao? Của mấy hiểu cưa cửa. À, của mấy hiểu cưa cửa đúng không? Ừ, bạn khác nào? Hạnh, nghỉ mấy hiểu sớm mơ. Ủa mấy dầu nắm hứng yêu. À mấy dầu nắm hứng yêu. Tôi đúng rồi. Quỳnh Anh, thì mấy dầu sớm á? Ủa mấy dầu nắm hứng yêu. Vậy mấy dầu nắm hứng yêu đúng không? Nào hỏi A Mân xem nào. A Mân, thì mấy dầu sớm á? Lễ có lão phúa rồi thì bây giờ mấy dầu sớm á? A Mân đâu? A Mân chai mà. À, anh Hà Thanh trước nào. Nhi mấy dầu sớm không? Ủa mấy dầu lụy phấn dầu. À, mấy dầu lụy phấn dầu đúng không? Đó. Thế Phương, nhi nó, nhi mấy dầu sớm không? Ủa nhi sao nào tung? Ủa mấy dầu công chư. À, mấy dầu công chư, tuệ không có lương đúng không? À nhá, mấy dầu công chư, đó rất tốt, được chưa nhở? Đấy, như vậy chúng ta có từ mấy dầu, không có cái gì. Đó. Thế đấy là câu phủ định. Thế bây giờ câu hỏi, à, câu hỏi thì mình có thể hỏi như thế nào? Ví dụ hỏi xem là A có cái gì đấy không đúng không? Ừ, hay là A có B không? Vậy câu hỏi mình sẽ có hai dạng nhé. À, mình sẽ có hai dạng. Dạng thứ nhất, mình có thể hỏi là A hiểu mấy hiểu B. Đấy, nó sẽ gọi là lặp lại động từ đấy, là thêm chữ chữ mấy ở giữa đúng không? A hiểu mấy hiểu B. Hoặc cách số 2 chúng ta sẽ dùng ma cuối câu. Sẽ là A hiểu B ma nhé. Câu thức này sẽ hay dịch là gì? A có B không? Đấy, A hiểu mấy hiểu B hoặc là A hiểu B ma. Ngân Khánh nào gì cho cô này xem nào. Ví dụ hỏi xem là bạn có em gái không đúng không? Vậy sẽ hỏi như nào? Có hai cách đấy. Một là Nhi dầu mấy dầu mê mệt ma. Ừ, nhá. Nào, nếu mà em đã dùng dầu mấy dầu rồi thì sẽ không có ma nữa nhá, thầy nhá. Ừ, đấy. Một là Nhi dầu mấy dầu mê mệt. Nhi dầu mấy dầu mê mệt. Ừ. Cách số 2 sẽ là Nhi dầu mê mệt ma đúng không? Ừ, đấy nhá. Nếu mà các bạn dùng hiểu mấy hiểu thì nhớ là không còn ma nữa đâu nhá. Bởi vì hiểu mấy hiểu nó đã thể hiện là câu hỏi rồi. Giống như lần trước mình học đó là sư phú sư đấy, nhớ chưa? Ừ, đấy.
Hoặc bạn có tiền không nào chị Mai? Bạn có tiền không? Chẳng có chưa? Ừ. Ní ở chén mà. Ừ, hoặc là ní ở chén. Ừ. Ní ở mấy ở chén. À đúng rồi nhá. Ní ở mấy ở chén hay là ní ở chén mà, đúng không? Ừ, đó. Đấy. Thì đấy là câu hỏi của nó nhá. Thảo nào, ví dụ hỏi là thế bạn có anh trai không đúng không? Bạn có anh trai không nào, sẽ hỏi như nào Thảo? Wow. Dẫu mấy dẫu cưa cưa. Nỉ chứ, câu hỏi này phải là nỉ. Ờ, à, ní dẫu mấy dẫu. Nỉ, nỉ dẫu cưa cưa ma. Ừ, đây, ní dẫu mấy dẫu cưa cưa hoặc là ní dẫu cưa cưa ma, đúng không? Ừ, đấy nhá. Để chúng ta có từ dẫu mấy dẫu, đúng không? Hay là gì? Bạn có trà sữa không nào? Bạn có trà sữa không, Ngọc Linh? Nỉ dẫu mấy dẫu nải trà ma. À, nải trà. Ừ, hoặc nhi yếu nhi yếu nải trà ma. Ừ, đây nhi yếu nải trà ma, đúng chưa? Đấy nhá, như vậy là chúng ta có từ yếu mấy yếu, đúng không? Đọc lại cho cô nào một lần nữa nào. Ờ, Đình Vương. Nhi yếu mấy yếu mây mây. Nhi yếu mấy yếu chén. Ừ, đó, rồi ok. Tiếp theo nào, chúng ta có chữ tua. À, tua nhá, tua là nhiều. Ở chữ tua này chúng ta sẽ viết như thế nào? Này, nhìn cô viết chữ tua nhé. Lại viết chữ tua này. Hai cái giống nhau đúng không? Ừ, hoàn toàn giống nhau này. Vậy một cái trước này. Đấy, cho các bạn ngang này. Đấy, chéo nó sang. Đấy, gạch như này, đúng không? Bên dưới cũng một cái y như thế nhé. Đấy, chưa? Chữ này đọc là tua. Tính từ nhá, từ này sử dụng giống như một tính từ thôi, mình như một tính từ nhiều. Như vậy rất nhiều thì sẽ nói là gì? Khẩn tua. Ừ, khẩn tua thôi, đúng không? Ừ, khẩn tua. Nào, anh ấy có rất nhiều tiền đúng không? Ừ, anh ấy có rất nhiều tiền, dịch lần lượt vậy sẽ nói như nào nhỉ? Ha, khẩn tua, khẩn tua. Ừ, đấy, đúng rồi. Tha yếu khẩn tua chén. Ừ nhá. Tha này. Yếu khẩn tua, chữ yếu với chữ khẩn nó là hai thanh ba, thế nên chỗ này các bạn đổi lên yếu khẩn đúng không? Tha yếu khẩn tua chén. Ừ, tha yếu khẩn tua chén. Nào, nỉ yếu khẩn tua sẩn mơ. Bây giờ các bạn sẽ thử nghĩ cho mình xem là các bạn có rất nhiều cái gì nhá, tùy đúng không? Ừ, cái gì cũng được, miễn là một danh từ nào đấy thôi. Đấy, không cần phải thực tế đúng không ạ? Chúng ta nghĩ ra cái câu gì đấy để gọi là luyện tập thôi. Nỉ yếu khẩn tua sẩn mơ. Đặng Hương nào. 我有很多书. À rất tốt, 我有很多书 đúng không? À tôi có gì? Rất nhiều sách đúng rồi. Phương, thì nó thì yếu khẩn tua sẩm. Bỏ mắt, tôi yếu khẩn tua thấu pha. À, 我有很多 thấu pha ấy hả? Có rất nhiều tóc ấy hả? Tôi ta uống. Ủa giống một chút thấu pha. À, có rất nhiều tóc. Có ai ít tóc không? Mình có ai tự nhiên tóc? Không nghĩ ra. Không nghĩ ra câu gì quá. À, anh Mạnh nào, nhớ yếu khẩn tua sẩm mơ. Yếu khẩn tua nỉ phấn yêu. Ờ, yếu khẩn tua nỉ phấn yêu đúng không? Có rất nhiều bạn gái. Rồi nhá, đấy, chốc nữa nhắn cho chị Nhung nhá. Anh Hà Thanh nào, nhớ yếu khẩn tua sẩm mơ. 我有很多孩子. À, yếu khẩn tua hái chữ à, chết rồi. Rất có rất nhiều con đấy hả? Yếu chỉ cưa, mấy con? Sư chỉ cưa. À. Mấy ạ? Sư cưa, sư cưa rắn. Sư cưa, à, bốn con cưa. Sư cưa, sư cưa. Ừ, được chưa nhá. Bây giờ nhìn thấy ai nhiều con rất là ngưỡng mộ đấy. Sợ lắm, giờ một đứa thấy sợ rồi. Alin, thì yếu khẩn tua sẩm mơ. Lên, ừ, yếu khẩn tua sẩm mơ. Vâng. Ủa khưa. Ủa khưa khẩn tua. Ủa yếu chiểu. Ủa yếu khẩn tua chiểu. Tôi có rất nhiều chiểu. À đúng rồi. Yếu khẩn tua chiểu đúng không? Ừ nhá. Rồi ok. Đấy thì đấy là biểu thị xem là các bạn có rất nhiều cái gì đúng không? Khẩn tua sẩm mơ sẩm mơ. Được chưa? Rồi tiếp theo nào. Chúng ta có từ gì đây ạ? Xuây. Ừ, xuây là tuổi nhá. Rồi bây giờ sẽ đi hướng dẫn các bạn. Vậy câu hỏi tuổi và cách giới thiệu tuổi sẽ như thế nào trong tiếng Trung?
xuôi ạ. Chữ này sẽ vẽ như nào đây? Này vẽ như nào? Lần lượt từ trên xuống dưới nhá. Vậy sẽ vẽ cái này trước này. Bộ này gọi là bộ sơn đấy. Cái này liên quan đến núi. Đấy, sổ này ngang này. Đấy, các bạn sổ như thế này. Và ở giữa nhá. Đấy. Bên dưới này, bên dưới nó chính là cái chữ một cái nửa của cái chữ tua lúc nãy đấy, đúng không ạ? À, đấy, chữ này đọc là xuôi. Tuổi. Xuôi tuổi. Nào ví dụ nói là 20 tuổi thì sẽ nói như nào nhỉ? 20 tuổi thì ghép vào thôi. Ơ xứ xuôi đúng không? Ừ, ơ xứ xuôi. 30 tuổi thì sẽ là gì ạ? 30 tuổi. À, đúng, 30 tuổi đúng không? 25 tuổi nào? 25 tuổi. Rồi, tốt, 25 tuổi đúng không? Đấy, như vậy chúng ta mà nói nhuần nhuyễn số là chúng ta sẽ nói được rất là nhanh, đúng không? Nào, khi nói tuổi thì mình hay có thêm cái từ gì ạ? Năm nay đúng không? Ví dụ nói là năm nay tôi bao nhiêu tuổi? Đó, nó hay thêm cái câu đấy vào. Cô hướng dẫn thêm cái từ này nhé. Năm nay chúng ta đọc là gì đây? Chín nén. À, từ đọc là chín nén. Năm nay. Chín nén. Rồi, chữ chín này sẽ viết thế nào? Cô hướng dẫn nhé. Cô hướng dẫn viết chữ chín nén này. Viết cái mũ này trước đúng không? Đấy. Họ chấm cái. Ngang, chéo xuống. Này, chữ chín này. Chưa? Nén viết như nào đây? Chữ nén khó hơn đúng không? Các bạn cứ, nhưng mà vẫn cứ lần lượt theo quy tắc thôi. Phẩy này. Ngang này. Đấy. Sau đó ngang nhá. Đấy, sổ xuống. Ngang, được chưa? Đấy, sau bắt đầu sổ giữa. Từ đọc là chín nén. Nén có nghĩa là năm đấy. À, nén là năm. Chín nén là năm nay. Bài số 8 chúng ta sẽ được học về thời gian cụ thể hơn nhá. Hôm nay chỉ giới thiệu một từ thôi. Chín nén năm nay. Vậy các bạn để ý này, trong tiếng Trung ấy, các cái thời gian trong tiếng Trung thì thường nó sẽ có hai vị trí đứng nhá. Một là nó sẽ đứng ở đầu câu, hoặc là hai nó sẽ đứng hay đứng sau chủ ngữ. Đó, nói lại này, thời gian trong tiếng Trung, thời gian trong tiếng Trung, ngày tháng năm, thường ấy, nó có thể là đứng ở đầu câu hoặc đứng sau chủ ngữ nhá. Và người Trung Quốc khi mà nói đến thời gian ấy, người ta sẽ hay để sau chủ ngữ nhiều hơn. Người ta hay có cái thói quen để sau chủ ngữ. Đấy. Tiếng Việt thì cô thấy vứt lôm côm lắm, lúc thì ở đầu, lúc thì ở cuối, đúng không? Ừ, nhá. Chín nén. Vậy ví dụ bây giờ chúng ta muốn biểu thị là năm nay tôi 30 tuổi hay là tôi năm nay 30 tuổi đúng không? Vậy bây giờ cô giấy sẽ nói như thế nào đây? 我今年30岁. Vậy đúng rồi, như vậy sẽ nói là 我今年30岁, đúng không? 我今年30岁 nhá. Đấy. Rồi các bạn có thể viết một câu tuổi của các bạn vào, một lát nữa tôi sẽ hỏi. Rồi đọc cho cô mấy cụm này một lần nữa nhá. À, xin mời bạn nào. Ờ, gì đây? Phương Thảo nào? Thảo đâu? Thảo đọc cho con đi. Chín nén, của chín nén, san xứ xuây. Ừ. Rồi ok, bạn khác nào? À, gì nhỉ? Chị Hòa đâu? Chị xuây. Chín nén, san xứ xuây. Ừ. À, Dũng nào Nhung? Của今年30岁 đúng không? Vậy bây giờ câu hỏi thì thường người ta sẽ hay hỏi như thế nào? Câu hỏi thì có thể chúng ta phân đối tượng cũng được, hoặc là chúng ta sẽ học một cách chung chung thôi nhá, học một cách chung nhất thôi. Hỏi thì mình hay hỏi là gì? Bạn năm nay bao nhiêu tuổi đúng không? À, bạn năm nay bao nhiêu tuổi? Hoặc là niên lên đầu. Ơi. Nǐ jìn nián tuō dà? Ừ, sao ạ? Nǐ jìn nián tuō. Ý là câu hỏi gì, đúng rồi nhá. Câu hỏi bạn năm nay bao nhiêu tuổi thì chúng ta sẽ hỏi như thế này. Nỉ chín nén tua ta. Đấy. Trong câu hỏi ấy, bạn thấy không ạ? Có phát hiện đó là gì? Cái chữ xuây là tuổi đúng không? Nhưng trong câu hỏi thì thường người ta lại không dùng chữ xuây để hỏi đâu nhá. Người ta sẽ hỏi như thế này. Tua vừa rồi mình học là cái gì nhỉ? Tua vừa rồi mình học là gì? Nhiều. Ồ, nhiều. Ta thì học đúng một mình là gì? To lớn. Ồ, to lớn. Ý là năm nay to lớn. Năm nay to lớn nhiều bao nhiêu đấy? Ý là năm nay to lớn bao nhiêu đúng không? Ừ, nhá, người ta hỏi hơi lạ một tí. Cách hỏi nó hơi lạ. Nhưng mà khi dịch ấy, khi dịch chúng ta vẫn dịch đấy là bao nhiêu tuổi thôi. Mặc dù nó không hề có chữ tuổi ở đây nhá, không hề có chữ tuổi ở đây. Nhưng khi dịch cái câu này, nó phải dịch đây là bạn năm nay bao nhiêu tuổi. Người Trung Quốc sẽ hỏi như thế này. Đấy, như vậy sẽ hỏi là nỉ chín nén tua ta. Năm nay to bao nhiêu đúng không? Năm nay to bao nhiêu? Đấy, kiểu như vậy. Nỉ chín nén tua ta nhá. Đấy, thì đấy là câu hỏi tuổi nhá. Nào, anh Hà Thanh nào, nỉ chín nén tua ta, nỉ chín nén tua ta.
của chín nén ủ sứ sư xuôi. À, chín nén ủ sứ sư xuôi đúng không? Ừ, đấy, 54 tuổi, bạn thấy không ạ? À, tinh thần học tập rất là tốt. 45 tuổi. Ờ, 54 ủ sứ sư. 54 tuổi rồi đúng. Ủ sứ sư, ừ, 54 rồi ạ, đúng chưa? Đó, đây, cha dấu, ừ, rất tốt đúng không? À, Khánh Ngân, nghỉ chín nén thua ta. Ai Yến? Ừ, bật mic em. Đâu? Của chín nén san sứ ủ xuôi. À, san sứ ủ xuôi đúng không ạ? À, san sứ ủ xuôi, 35 tuổi. Ờ, à, hảo. À, gì nhỉ? Âm ơn, nghỉ nó, nghỉ chín nén tua ta, âm ơn. Hãy hỏi các bậc tiền bối trước. Nghỉ chín nén tua ta. Của chín nén san sứ sư xuôi. Ồ, san sứ sư xuôi đúng không ạ? 34 thôi à? Ờ, à, rồi, ok, san sứ sư xuôi. A Lín nào, nghỉ nó, nghỉ chín nén tua ta, A Lín. Vâng. Chim ném. Ừ. Chim ném của san sứ sư xuôi. Ồ, dạ san sứ sư xuôi đúng không ạ? À cũng 34. Âm ế chị Mai, nghỉ nó, nghỉ chim ném thua ta. Của chim ném san sứ san tuổi xuôi. À, san sứ san xuôi. Ừ, 33 rồi đúng không ạ? À, ác hứa chị Hòa, nghỉ nó, nghỉ chim ném thua ta là. Nỉ chim ném san sứ liêu xuôi. À, ủa chim ném san sứ liêu xuôi đúng không? Ừ, lớp này chắc là cái lớp mà có nhiều bậc tiền bối nhất em từng dạy từ trước đến giờ. Dinh, nỉ chim ném tua ta, chị Dinh nào, nỉ chim ném tua ta. Ủa chim ném san sứ ơ xuôi. À, san sứ ơ xuôi đúng không? Ừ, 32 đúng không ạ? À, tiếp nào, phía đợi thống chế nào, bạn khác nào, nó hỏi mấy cháu thiếu nhi xem nào. À, Vương, nỉ chim ném tua ta. Ủa chim ném ơ xuôi. Ơ chữ xây. Ờ, ơ chữ xây nhá. Thiếp định nói ơ xây, cô tưởng mày 2 tuổi. Ơ chữ xây đúng không? Rồi, Đặng Hương, nghỉ nó, nghỉ chi nén tua ta. Ủa chinh nén ơ xứ y xây. Ồ, thái ơ xứ y xây à? 21 à? Ồ, trẻ nhờ. Hạnh nào, nghỉ nó, nghỉ chi nén tua ta. Ủa chinh nén dẻ ơ xứ xây. À, dẻ ơ xứ xây, 20 thôi đúng không? Á Phang, Phương, nghỉ chi nén tua ta. 26岁. Ồ, 26岁 rồi đúng không? Ừ, 26. A Rúng Nhung, nghỉ chín nén thua ta. 我今年 29岁. 29, 29 đúng không? 29. À, phải đọc là 29. Ừ, 29岁. Đó, A Linh nào, Linh, nghỉ nào, nghỉ chín nén thua ta. 我今年 19岁. À, chín nén 19岁 đúng không? 19 tuổi. Ờ, à, Quỳnh Anh, nghỉ chín nén thua ta. 我今年 16岁. À, 16岁 đúng không? 16 thôi được chưa? Đấy, cái lớp này là cái lớp mà chênh lệch độ tuổi khủng khiếp nhất. Chưa? Như vậy chúng ta thấy là gì ạ? À, ngoại ngữ không phân biệt tuổi tác đúng không? Quá khẩn lão. Lão nhất là như nào vậy? À, trong tiếng Trung nó có một câu như thế này, đó là rấn lão xin phu lão. Có nghĩa là gì? Rấn lão xin phu lão. Lão hóa. À, rấn lão xin phu lão. Người già. Ừ, tuổi đúng rồi, ý là có thể là về tuổi tác đúng không ạ? Tuổi tác thì lớn một chút rồi, thế tuy nhiên làm sao, ý là cái tâm hồn ấy ạ, đúng không ạ? Không hề già chút nào đúng không? Cái này là cái quan trọng nhất này, được chưa? Cái này là cái quan trọng nhất này, đúng không? Đấy nhá. Gọi là rấn lão xin phu lão đúng không? Ừ, đấy. Xin chào lão sư. Không khơi chị đúng không? Ừ nhá. Rồi ok. Đấy, vậy chúng ta có từ xây. Vậy bây giờ chúng ta phải giới thiệu thêm được thông tin về tuổi của mình rồi đúng không? Ừ. Tiếp theo nào, đến từ gì đây ạ? À, giới thiệu qua về quốc tịch đúng không? Ừ, quốc tịch nhá, sẽ giới thiệu cho các bạn một số đất nước này. Vậy thì khi mà giới thiệu đến quốc tịch thì chúng ta hay có từ gì? Cúa, người đọc là cúa nhá, cô ghi lại phiên âm của nó ra đây này. Cúa. Cúa mình hay dịch là nước. Nước này là đất nước nhá, chứ không phải là nước uống đâu. Nước uống là cái gì? Xoải. Ừ, xoải nhá. Ờ, đúng rồi. Đấy, em ghi ở đây cúa là nước, xong rồi có đứa lại khưa cúa. Ừ, nhiều lắm. uống kiểu như là dịch kiểu word by word ấy ạ. À. Đấy nhá, là cứ khưa cúa thôi, khưa xoẻ. Ừ, còn cúa này là đất nước nhá. Rồi, nào chữ cúa này viết được không? Cúa chính là trong từ Trung Cúa đấy, như có lần cô dạy rồi đúng không? Ừ, viết lại lần nữa nhá. Vậy chúng ta viết cái viền bao quanh thể hiện là gì? Đất nước mà phải có biên giới đúng không? Như vậy cái ô vuông bên ngoài này, đây chính là thể hiện biên giới này, đúng chưa? Đấy, bên trong chính là chữ quáng đấy, quáng là vương đấy, vương tức là vua đúng không? Như vậy đất nước là có biên giới này. Đấy, và người cai quản đất nước đấy sẽ là một ông vua đúng không? Đấy nhá, sau đó các bạn thêm một cái dấu chấm lên nữa cho cô này, được chưa? Đấy, chữ này đọc là cúa. Đất nước.
Vậy các bạn để ý thường là tên đất nước hay là tên quốc gia nào đó bao giờ cũng hay có cái chữ của này ở đằng sau, đúng không? Ủa? Ví dụ nào, Trung Quốc. Trung Quốc học rồi đúng không? Sẽ nói là gì đây? Đọc là gì? Trung Quốc. Thế tương tự nào? Ví dụ như là mình có tiếng Hàn. Tiếng Hàn thì đọc là cái gì? Hán Quốc, đúng không? Ừ, thế bây giờ đúng rồi, như vậy bây giờ Hàn Quốc thì sẽ nói là Hán Quốc thôi, chứ sẽ bỏ chữ Dụy đi thay bằng chữ Quốc vào, đúng chưa? Ừ nhá. Như vậy mình sẽ có Hán Quốc là Hàn Quốc, đúng không? Ừ. Mỹ ạ. À, dạy thêm từ Mỹ nhá. Mỹ đọc là gì biết không? Mỹ Quốc. Mỹ đấy. Mỹ Quốc đấy. Mỹ Quốc nhá. Biết được chữ Mỹ không? Cô dẫn qua chữ Mỹ này. Chữ Hàn thì thôi nhá, chữ Hàn Quốc thì chúng ta học trong từ Hán Hủy rồi, thôi không hướng dẫn nữa này. Chữ Mỹ này thì lần đầu tiên gặp này. Ừ, hướng dẫn chữ Mỹ này nhá. Chữ Mỹ chúng ta sẽ viết lần lượt từ trên xuống dưới nhá. Hai cái dâu ở trước, đúng chưa? Đấy, sau đó này. Đấy, chúng ta cứ viết lần lượt thôi. Hai nét ngang cho cô đã, sau sổ ngang. Đấy, tiếp tục bên dưới chúng ta viết chính là chữ ta đấy, ta là to ấy ạ. Đấy, chính là viết chữ ta, hiểu không? Đấy, đây, đây, chữ Mỹ. Đi cút ra, đã đau tiền. Mày của nhá, Mỹ. Việt Nam, ừ, Việt Nam là gì? Duyên Nam. À đúng rồi, Duyên Nam. Ừ. Thường Việt Nam ấy, những cái đất nước nào mà có độ từ 3 chữ, gọi là từ 2 chữ trở lên rồi ấy, thì nó sẽ không cần có chữ của nữa nhá. Đấy, các bạn để ý đây, ví dụ Trung Quốc. Đó, thì tức là cộng cả cái chữ quốc vào thì nó chữ cúa vào thì nó mới là hai chữ thì nó sai có chữ cúa. Còn những cái đất nước nào ấy mà tên nó dài dài ấy, mà nó đã có hai chữ rồi thì thường nó sẽ bỏ chữ cúa đi. Đấy, hay bỏ chữ cúa đi nhá. Duyên Đán chứ ít người nói Duyên Đán cúa lắm. Việt Nam. Rồi, như vậy chúng ta chỉ học mấy quốc gia này thôi nhá, còn các quốc gia khác thì thôi. Đó, có ai muốn tìm hiểu thêm quốc gia nào nữa không? Rồi, ok, đọc lại cho cô nào, đọc lại cho cô bốn đất nước này một lần nhé. À, chị Hòa đâu? Trung Quốc, Hàn Quốc, rồi. Mỹ Quốc, Duyên Nam. Rồi, rồi, bạn khác nào, lại lần nữa nào, Đình Vương. Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ Quốc. Duyên Nam. Ừ, rồi, ok, nào, ví dụ biểu đạt là gì đây? Anh Lân nào, công ty Trung Quốc thì sẽ nói như nào, công ty Trung Quốc. Vâng, Trung Quốc công sư. Đúng rồi, thế ví dụ nói là tôi làm việc ở công ty Trung Quốc, đúng không? Có nhớ câu đấy không? Tôi làm việc ở công ty Trung Quốc. Vâng. Ủa trai. Đúng rồi. Ủa trai Trung Quốc công sư cung chua. À, đúng rồi, rất tốt. Như vậy nhớ là làm việc ở đâu thì cái địa điểm bao giờ chúng ta cũng đưa lên trước từ cung chua, đúng không? Ừ, nhá. Rồi, bạn khác nào? Tôi làm việc ở công ty Hàn Quốc nào? Phương, tôi làm việc ở công ty Hàn Quốc. Của trai Hàn Quốc cung sư sang ban. Sang ban cũng được, sang ban cũng được, hoặc là cung chua, đúng không? Ừ, nhá. Ở đây các bạn chưa học từ sang ban. Hồng Hạnh nào, tôi làm việc hoặc là tôi học ở Mỹ đi. Bây giờ em ví dụ em muốn biểu đạt không nói làm việc nữa mà là tôi học tập ở Mỹ hay tôi học ở Mỹ. Không, học ở Mỹ thì em nhớ là cứ địa điểm này phải đưa lên trước động từ. Như vậy sẽ phải đúng. Của trai Mỹ quốc, đúng chưa? Ừ nhá, của trai Mỹ quốc xuế xí, đúng không ạ? Đúng rồi. Đấy. Tôi học tập ở Việt Nam nào? Tôi học ở Việt Nam, xin mời một bạn nhá. Gì nhỉ? Linh, tôi học ở Việt Nam. Của trai Duy Nam xuế xí. Ừ, đọc là Duy Nam. Rồi, ok nhá. Ủa trai Việt Nam xuế xí, đúng không? Đấy. Thì đấy là một số các quốc gia. Rồi, tiếp theo nào, chúng ta học từ rấn ạ. À, rấn nhá. Rấn có nghĩa là gì đây? Người đấy, âm Hán Việt chính là gì? Nhân đấy, đúng không? Ừ, nhá. Chữ in của nó là như thế này, nhưng mà thường khi viết người ta hay viết như thế này thôi này. Đấy, viết như thế này nhá. Cái nét này nó sẽ hơi sụt xuống bên dưới một chút nhá. Ngày xưa các bạn đi học ấy, các bạn có hay viết tắt không? Các bạn có nhớ là chúng ta hay viết tắt kiểu này không? Có ấy. Ừ, đấy nhá. Như vậy giờ biết tại sao lại người ta lại viết tắt như thế chưa? Ngày xưa cứ viết thì cứ viết thôi, đúng không? Thấy bọn nó viết thế mình viết theo. Cũng chả hiểu tại sao nó lại viết chữ người, nó lại viết tắt như thế này. Đấy, sau khi học tiếng Trung mới phát hiện ra là ồ, thế hóa ra ngày xưa mình viết tắt là chính là viết cái chữ này. Đấy, thì chứng tỏ biết viết tiếng Trung từ ngày xưa, đúng không? Không phát hiện ra thôi. Đúng chưa? Nhá, như vậy chưa có từ rấn. Người. Vậy khi mà chúng ta muốn biểu thị là người của đất nước nào đó nhá, thì bao giờ chúng ta cũng lại phải nói quốc gia trước xong mới cộng với chữ rấn nhá. Đấy, cái này nó ngược với tiếng Việt này. Nhớ là phải nói quốc gia trước xong mới cộng với chữ rấn này.
Ví dụ chẳng hạn nói người Trung Quốc à, thì không được nói là rấn Trung Quốc nhá, phải nói ngược lại là gì ạ? Trung Quốc rấn, à, Trung Quốc rấn. Hay là gì người Việt Nam đúng không ạ? Thì sẽ nói là Yue Nam rấn, à, Yue Nam rấn. Người Hàn Quốc đúng không? Khán của rấn nhá. Hay là người Mỹ đúng không ạ? Mỹ của rấn, nhớ chưa? Nhớ nhá. Người của đất nước nào đó thì phải quốc gia trước xong mới đến người. Hoặc tương tự, người của tỉnh nào đấy cũng được nhá. Ví dụ chúng ta nói là gì? Người Bắc Ninh đúng không? Người Bắc Ninh, vậy sẽ nói như nào nhỉ? Bảy Ninh rấn. Đúng rồi, Bảy Ninh rấn, được chưa? À, Bảy Ninh rấn nhá, hay là Bảy Trang rấn đúng không ạ? Người Bắc Giang, hay là Khứa Nay rấn, người Hà Nội, hiểu chưa? Đấy, như vậy là địa điểm, nhớ là đưa lên trước cái tay, quốc gia, địa điểm hay tỉnh. Đó. Đấy. Đọc lại cho cô bốn cụm này một lần nhá. Gì nhỏ, xin mời một bạn nào. Ai đây? Chị Hoa nào? Trung Quốc rấn. Ừ. Duyên Án rấn. Ừ. Hán của rấn. Ừ. Mấy điều à, mấy 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 của rấn. Đúng rồi, mấy của rấn đúng không? Dịch dịch cho cô câu này nhá. Tôi không phải người Trung Quốc, tôi là người Việt Nam. Nào ví dụ câu đấy sẽ nói như thế nào? Không phải là, nhớ cấu trúc không phải là nhớ dùng cái gì nhỉ? Wǒ bú shì. Đúng rồi, wǒ bú shì. Wǒ bú shì. À Tôi不是中国人. Tôi là người Việt Nam. Tôi是越南人. Ừ, được chưa? Tôi không phải người Mỹ, tôi là người Hàn Quốc nào. Tôi不是美国人. Tôi是韩国人. À, được chưa? Tôi是韩国人. Hiểu chưa nhá? Rồi cô hỏi một bạn này. Gì nhỉ? Quỳnh Anh, nǐ shì zhōngguó rén ma? Quỳnh Anh, nǐ shì zhōngguó rén ma? Wǒ bú shì zhōngguó rén. Rồi, đúng rồi. Na nǐ shì nǎ lǐ rén? Nǐ shì nǎ guó rén? Wǒ shì Yuè Nán rén. À, rồi, rất tốt. Wǒ shì Yuè Nán rén, đúng không? À, đúng, Nhung. Nǐ shì Hán guó rén ma? À, đúng. Nǐ shì Hán guó rén ma? Wǒ bú shì Hán guó. Hán guó rén. Ừ. Wǒ shì Yuè Nán rén. À, đây, wǒ shì Yuè Nán rén, đúng không? Âm ưng, anh Mạnh nào. Nǐ shì Philippines rén ma? Philippines là cái gì, có ai đoán được không? Philippines rén. Philippines. Ờ, Philippines, đây. Nǐ shì Philippines rén ma? Wǒ bú shì Philippines. Đọc là Philippines nhá. Philippines rén. Wǒ shì Yuè Nán rén. À, wǒ shì Yuè Nán rén, hiểu chưa? Rồi, ok, đấy nhá. Tiếp nào, hỏi một bạn nữa này. Nǐ shì Bǎi Jiāng rén ma? Gì nhỉ? Đặng Hương, nǐ shì Bǎi Jiāng rén ma? Wǒ bú shì Bǎi Jiāng rén. Ừ. Wǒ shì Bǎi Nín rén. À, không phải người Bắc Giang, người Bắc Ninh đúng không? Ố thế cô tưởng là người Bắc Giang mà. Bắc Ninh. À thế à. Nhá, rồi ok. Đấy, như vậy chúng ta có từ rén nhá. Tiếp theo nào, chúng có chữ nả. Nả. Bạn có phát hiện ra cái chữ nả này, nó lần trước mình học một từ cũng đọc là nở đúng không? Nhớ không? Có. Ừ. Thế cái từ nở lần trước mình học nó có âm bốn lưỡi bằng với từ gì nhỉ? Có một cái từ thay thế cho nó. Ờ. Ná lỉ. Ờ đúng rồi, ná lỉ. Thế cái từ đấy là để hỏi cho cái gì? À, đâu? Ở đâu? Đúng rồi, hỏi cho địa điểm, mà hỏi cho địa điểm nơi trốn đúng không? Ừ, dịch là đâu hoặc là ở đâu. Như vậy là cái từ nở lần trước mình học là một là phải đọc uốn lưỡi, hai là mình sẽ dùng từ ná lỉ để thay thế là hỏi cho địa điểm nơi trốn. Thế còn cái từ nả này này, khi đọc là chúng ta không uốn lưỡi nhá, không uốn lưỡi. Đấy. Vậy thì nả này nó lại không hỏi cho địa điểm nơi trốn nữa. Easy, viết easy luôn, nó chỉ khác mỗi cái là không uốn lưỡi thôi, à, không lưỡi thôi. Đấy, thì nó lại mang nghĩa là nào nhá, mang nghĩa là nào. Đấy. Vậy thì cái từ này cách sử dụng của nó sẽ như sau này. Thường ấy, cái nả này này nó sẽ không đứng một mình, nó không đứng một mình. Bao giờ đằng sau nó cũng sẽ phải cộng thêm với một cái danh từ nào đấy nữa nhá, từ nả này này. Đấy. À, thường ấy là đằng sau nó sẽ hay cộng thêm với một danh từ, một cụm danh từ nào đấy nữa. Chúng ta hay dịch là cái gì gì đấy nào nhá, cái gì gì đấy nào chứ không hỏi cho địa điểm nữa. Ví dụ đây cô có câu này, người nước nào, người nước nào. Đấy. Như vậy lại phải nói như thế nào đây? Người nước nào thì phải nói nào trước này, sau đến nước, sau mới đến người. Nghĩa sẽ nói là nả của rấn nhá. Bởi vì công thức của nó là gì? Nả trước sau mới đến cụm danh từ cơ mà, đúng không? Như vậy người nước thì phải là gì ạ? Người nước ra đằng sau, nào sẽ để đằng trước. Đấy. Cái này nó hơi ngược một tí nhá. Nả của rấn. Đấy. Nả của rấn, người nước nào. Ví dụ nói là nả cung sư đúng không? Nả cung sư là gì?
công ty nào? Đúng rồi, công ty nào đấy, được chưa? Công sư là công ty mà, như vậy là nào công sư hay là nào tôi công sư đúng không? Ừ, đấy, nỉ trai nào công sư cung chua, à nỉ trai nào công sư cung chua, bạn làm việc ở công ty nào, ví dụ như vậy, đấy nhá. Như vậy cái chữ nào này này, thằng thường đằng sau phải cộng thêm một danh từ nữa, biểu thị là cái gì gì đấy nào, hay là bạn học lớp nào đúng không? Chẳng hạn như thế, bạn học trường đại học nào đấy, thì cái từ nào này nó sẽ bổ sung nghĩa cho những cái từ như vậy. Rồi, nhá, hiểu từ này chưa? Nào, ví dụ, vậy bây giờ câu hỏi bạn là người nước nào đúng không? Vậy mình sẽ lần lượt thôi. Bạn là sẽ là nghỉ sư này, người nước nào thì cụm này mình đổi này. Nả của rấn nhá, nghỉ sư nả của rấn. Đấy, đây là câu hỏi này. Rồi, à, chị Mai nào, nghỉ tợ lào cung sư nả của rấn. Nghỉ tợ lào cung sư nả của rấn. Tha sư bảy lính dấn. À, nả cúa mà người nước nào không mà. Ừ. À, tha sư duyên lán dấn. À, tha sư duyên lán dấn đúng không? Ừ, đấy nhá, tha sư duyên lán dấn. Rồi, hiểu cái này chưa? Rồi, bạn một bạn đọc lại một lần nữa cho cô để chốt lại cái slide này nào. À, Đình Vương, à Thảo đây, Phương Thảo đi, Phương Thảo đọc cho cô nào. Nả quốc nhân. Nǐ shì nǎ guō rén? Wǒ shì yuè nán rén. Rồi ok, Ngọc Linh nào, lại nữa cho cô nào. Nǎ guō rén. Nǎ guō nǐ shì nǎ guō rén? Nǎ guō rén. Nǐ shì nǎ guō rén? Wǒ shì yuè nán rén. Rồi ok. Đấy. Hoặc là gì, tôi là người Bắc Ninh đúng không, thì sẽ nói là của sư bảy ninh lấn nhá, của sư bảy ninh lấn. Rồi bây giờ trước khi đi vào học cái mới này, bây giờ chúng ta sẽ tổng kết lại một chút nhá. Bây giờ sẽ em giới thiệu, bây giờ mỗi một bạn sẽ giới thiệu cho cô một cái đoạn ngắn ngắn, ví dụ chào mọi người này đúng không, tôi xin được giới thiệu một chút, tôi họ gì, tôi tên là gì này, sau đó là gì ạ, tôi năm nay bao nhiêu tuổi này đúng không, tôi là người nước nào này, tôi là người tỉnh nào này, được chưa? Đấy, và quen biết mọi người tôi rất là vui đúng không. Ừ, nhá. Nào bây giờ thử giới thiệu cho cô đi, cho nửa phút để suy nghĩ đi nhá. Tổng kết lại, chào này đúng không, cô mở đầu này, sau đó là gì, họ này, tên này đúng chưa, tuổi này đúng không, người nước nào này, người tỉnh nào này. Đấy, và sau đó chốt lại một cái đúng chưa. Đấy, hiện tại bây giờ mình có thể nói được như vậy rồi, hoặc có thể giới thiệu thêm là làm việc tại công ty nào đúng không, công ty Việt Nam, công ty Hàn Quốc hay công ty Trung Quốc rồi đúng chưa nhá. Nào một bạn nói trước cho cô xem nhá. Ngân Khánh đâu, Ngân Khánh thì nói trước xem nào. À, 大家好, 我姓农, 我叫阿姨. 大家好,我介绍一下, 我姓农, 我叫阿姨. 我是海洋人, 今年, 我今年 34, 35岁. 现在我, 我有两个孩子, 和 现在我学习，你在哪工作？啊，我在中国工作，公司工作。啊，在中国公司工作，你工作忙不忙？你工作忙不忙？啊，我的工作不太忙。啊，工作不太忙，工作累不累？你的工作累不累？嗯，不累。啊，不累，很好，认识你，我很高兴。认识你，我很高兴。嗯，rồi，ok，rồi，rất tốt，chưa nhỉ？ Có hiểu bạn ấy vừa giới thiệu cái gì không? Bạn ấy có giới thiệu thêm một chút về con cái của bạn nữa thì mấy từ đấy chúng ta chưa học thôi đúng không? Còn những câu khác là đều được học hết rồi nhá. Rồi rất tốt. Bạn khác nào? Phương giới thiệu cho cô xem nào. Ta chào. Ủa chia sẻ với xa. Ủa sinh đoàn. Ủa treo A Phang. Chi niến của ơ sứ yêu xoay. Ủa sư viên án rấn. Ủa trai bể nính. Xin trai. Ủa trai Trung Quốc cung sư sang ban. Dân sinh lý cũng hẳn cao sinh. À, rồi, ok, rất tốt đúng không ạ? À, đấy nhá. Tiếp nào, bạn khác đâu? À, anh Lân nào, A Lín? Vâng. Nỉ Mân Hảo. Ủa, chia sao ý sao? Đúng rồi. Ủa, sinh Loạn. Ủa, treo A Lín. Của trai bảy nính. Tôi
Chỉ chi nén tua ta, chỉ chi nén tua ta. Chi nén tua ta là cái gì nhỉ? À, năm nay bao tuổi đấy? Chi nén tua ta. Mà bao nhiêu tuổi? Ủa chi nén, ủa chi nén, ủa chi nén san sứ sư xuây. San sứ sư xuây. Mì chay nào cung chua, mì chay nào cung chua. Ủa chai cha. Chai cha cung chua đúng không? Chai cha cung chua đúng không? Vâng, cung chua mắm. Cung chua mắm đúng không? Bú thay mắm. Cung chua bú thay mắm đúng không? Mì cung chua lây bú lây. Mì bú lây. Cung chua bú lây đúng không? Nhá, giờ cung chua okay. Bú lây. Kết đi. Rân sư đỉ mân. Uống khẩn cao sinh. Rồi ok, được chưa? Chị Dinh nào? Giới thiệu xem nào. Tha cha hảo. Wǒ jiè shào yī xiè. Wǒ xīng yǎng. Wǒ jiào er yín. Wǒ jīn niān sān shí er shuì. Wǒ shì yuè nán rén. Wǒ zài běi yǎng. Wǒ zài hán guó gōng sī gōng chuō. Wǒ xǐ huān hè nǎi xiā. 我很偷 女儿 cái gì cái chỗ đấy chưa hiểu lắm của bố thái tổ định được là cái gì nữ ở tôi rất nhiều con gái yếu khẩn tua nữ ở ủa yếu khẩn tua nữ ở yếu chỉ cưa có bao nhiêu mà có giới thiệu ghê thế tận mấy con gái cơ hai nếu lẻ cưa đúng không thế đã làm gì mà nhiều khiếp nghe như kiểu phải 4-5 cô rồi rồi kết đi tại đi đâu rồi tôi xin nghỉ mân của hẳn cao sinh tắt mic quạ nhá rồi ok tiếp nào bạn khác đâu lại một lần nữa cô xem nào Thảo đâu Phương Thảo thử giới thiệu cô xem nào Lý Mân Khảo của chia sao ý xa của sinh nhuận của treo a chảo chín tên xứ triệu xuây chín ném nhá đọc lại này của chín ném xứ triệu xuây của chi nén sư triệu xuây của trai bảy nín rân sư nị của hận cao sinh rồi ok rân sư nị mân của hận cao sinh đúng không rồi tiếp theo nào nhá đấy giờ chúng ta sẽ học thêm một số thông tin nữa nhá để chúng ta có thể hoàn thiện hơn cái bài giới thiệu bản thân của mình đúng không đầu tiên là sẽ có từ gì đấy ạ chu nhá động từ sống hoặc là sinh sống tại đâu sống này là sinh sống cư trú nhé không phải sống chết đâu nhá đấy chu rồi từ này sẽ viết như thế nào rất dễ thôi đúng không nhân đứng trước đấy vậy này sổ này đúng không bên phải nhé chấm một cái sau chúng ta sẽ vẽ ba nét ngang cho cô đúng không đấy sau đó sổ xuống và ngang sang từ đọc là chu sống hoặc là sinh sống vậy ví dụ bây giờ thử đặt cho cô câu hỏi xem nào bạn sống ở đâu đúng không bạn sống ở đâu có thể nhá ví dụ như là chúng ta là người Bắc Giang nhưng mà chúng ta lại đang sống ở Bắc Ninh đúng không đấy vậy thì là đã có hai thông tin giới thiệu khác nhau rồi ví dụ nói là ủa sư bảy trang rấn nhưng mà làm sao ạ ủa chu trai bảy nính đúng không đấy như vậy chúng ta có từ chu nhá sống nào bạn sống ở đâu vậy câu hỏi bạn sống ở đâu sẽ hỏi như nào Amân anh Mạnh ủa trai sung nào đâu chu trai nào gì gì nhỉ lần lượt thôi nỉ thường là cái từ này thì nói như bình thường thôi nhá cái này nói như bình thường riêng đối với cái từ chu này mình nói như bình thường thôi nỉ chu trai nả hoặc nỉ chu trai ná lỉ cái chữ nả là một là uốn lưỡi lên đúng không thì sẽ bằng cái từ ná lỉ đấy thì ở đây cô để cái chữ nả uốn lưỡi nhá nỉ chu trai nả hay là nỉ chu trai ná lỉ đều được nỉ chu trai nả nhiều chú trai nọ nào tôi sống ở Bắc Ninh nào đọc cho em câu này thế nào của
của chu trai bảy nính đúng không? Ừ nha. À đúng nào Nhung, thì chu trai nào? Nhung, thì chu trai nào? Của chu trai. Bữa trước có bài em nghe án mà em quên mất rồi cô ạ. Y an, tỉnh của mình phải nhớ chứ. Y an. Nhá, của chu trai. Của chu trai y an. À, chu trai y an đúng không? Đó. À, nỉ trai nả công sư công chua, nỉ trai nả có công sư công chua. Của trai nả của trai cũng Trung của công sư công chua. À, đúng rồi, nỉ công chua mắng cũng mắng, nỉ tờ công chua mắng cũng mắng. À, của tờ công chua phụ thai mắng. Ừ, phụ thai mắng đúng không? Nỉ chi nén tua ta, nỉ chi nén tua ta. Đó. Bạn khác nào? Ừ, cô hỏi lại bạn khác một chút nhá. Gì nhỉ? Hồng Hạnh nào? Nghỉ chi nhắn tua ta, nghỉ chi nhắn tua ta Hồng Hạnh. Của chín nén nó ơ sử xoay. Ừ, chín nén ơ sử xoay đúng không? Ừ, hảo. Nghỉ chu trai nở, nghỉ chu trai nở hay nghỉ chu trai nở gì? Của chú trai Bảy Nính. Ờ, chú trai Bảy Nính đúng không? Ừ nhá. Nǐ shì nǐ shì Bảy Jiāng rén ma? Nǐ shì Bảy Jiāng rén ma? À, bù shì. À, bù shì đúng không? Ừ, bù shì gì? Bù shì trai à, bù shì Bảy Nính rén. Ừ, đúng rồi, bù shì Bảy Nính rén đúng không? Ừ nhá. Rồi, ok. Đấy, như vậy chúng ta có từ chu nhá, sống. Ừ. Đình Vương nào, đọc lại cho cô các cụ này một lần nhá. Nỉ chu trai nả, của chu trai Bảy Nính. Của chu trai Bảy Nính đúng không? Đó. Ngọc Linh lại lần nữa nào. Nỉ chu trai nả, của chu trai Bảy Nính. Rồi ok. Tiếp theo nào, một cách nữa biểu thị kiểu như là quê quán của các bạn. Thay vì nói chẳng hạn tôi là người Nghệ An hay là tôi là người Bắc Ninh hay là tôi là người Bắc Giang đúng không? Chúng ta sử dụng từ này, tôi đến từ đâu cũng được. À đấy nhá, tôi đến từ đâu. Vậy thì cái từ đến từ trong tiếng Trung đọc là gì đấy ạ? Lái chư. À, lái chư. Hay là tôi đến từ Hàn Quốc đúng không ạ? Thay vì nói tôi là người Hàn Quốc thì mình có thể nói là tôi đến từ Hàn Quốc, tôi đến từ Mỹ đúng không? Lái chư nhá. Chữ lái biết được không? Ừ, cô dẫn chữ lái này. Bạn biết nét ngang trước cho cô này. Đấy nhá. Hai ngang trước đi, đấy, sau sổ xuống, đúng không? Đấy, ở bên trong này, hai cái gạch như thế này, và hai cái phẩy hai bên, được chưa? Đấy, lái nhá. Chư này, phẩy một cái, hình chữ nhật, đúng không? Đấy, sau đó hai nét ngang, được chưa? Đấy, người đọc là lái chư, đến từ đâu? Đái nâu. Lái chư nhá. Ừ, đến từ đâu? Rồi, vậy ví dụ câu hỏi bạn đến từ đâu chúng ta sẽ hỏi như thế nào? Bạn đến từ đâu? Sẽ là gì? Của lái chư nào? Nỉ lái chư. Ná lỉ đúng không? Ừ nhá, nỉ lái chư ná lỉ. Đấy. Thay vì hỏi là nỉ chư ná lỉ lấn, các bạn có thể hỏi là nỉ lái chư ná lỉ, đúng không? Bạn đến từ đâu? Đấy, tôi đến từ Bắc Ninh, đấy, của lái chư Bảy Nính, hay là của lái chư Bảy Giang, đúng không? Ừ, đấy nhá. Hay là của lái chư Hải Giang, ở đây có bạn đến từ Hải Dương đấy, lái chư Hải Giang, đúng không ạ? Ừ, rồi, ok. À, A Trinh nào, anh Thanh, nỉ lái chư ná lỉ, nỉ lái chư ná lỉ? Của lái chư Quảng Ninh. À, lái chư Quảng Ninh đúng không ạ? À, đến từ Quảng Ninh. Đúng rồi, rất tốt. À, Măng, nỉ lái chư ná lỉ? Của lái chư Bảy Trang. À, lái chư Bảy Trang đúng không nhỉ? À, nhá. À, gì nhỉ? Ngân Khánh, tăng sáng nỉ xưa nỉ lái chư ná lỉ?
我来吃海洋啊，来吃海洋，đúng nhỉ? Ừ, hải dương rồi, ok. À mấy chị Mai, thì lái chứ nói gì? Ủa lái chứ bảy lính. À, dễ lái chứ bảy lính đúng không? Ừ, của mình, ta bu phân tâu lái chứ bảy lính. À, đại đa số ở đây thì có thể là đều lái chứ bảy lính hết. Ừ, đến từ Bắc Ninh đúng không? Ok. Tiếp theo nào, chúng ta có chữ chỉ ạ. À, chỉ nhá. Ừ, chỉ. Từ để hỏi cho số lượng ít, mình hay dịch là mấy. Chỉ từ để hỏi cho số lượng ít nhá. Vậy khi mà chúng ta muốn hỏi số lượng ít mà khoảng độ nhỏ hơn 10 ấy, thì người ta sẽ hay dùng cái chữ này, hay dùng cái chữ này để hỏi chỉ. Đấy, từ để hỏi cho số lượng dưới 10. Ví dụ nhá, thay vì câu hỏi là nỉ chi nhánh tua ta, đấy là câu hỏi chung chung nhất đúng không, dành cho mọi lứa tuổi được. À, dành cho mọi lứa tuổi được. Thế nhưng mà thay vì nói là năm nay bao nhiêu tuổi ấy, thì ví dụ hỏi đối với cái bọn trẻ con mà khoảng dưới 10 tuổi đúng không, ừ, mình cũng hay có cách hỏi là thế cháu năm nay mấy tuổi rồi đấy đúng chưa. Vậy thì nếu bây giờ mình muốn hỏi theo kiểu dạng như vậy thì mình sẽ có thể dùng cái từ này nhá. Đấy, vậy cháu mấy tuổi sẽ là gì đây, nào là gì? Ừ, ní chỉ gì đây? Ní chỉ xuôi. Ờ, ní chỉ xuôi đúng không? Ừ, cái cụm này sẽ là ní chỉ xuôi. Đấy, ví dụ nói là cháu 5 tuổi. Ờ, úa ủ xuôi là đúng không? Ừ, đấy nhá. Thì hỏi cho bọn trẻ con mình có thể dùng cái câu này. Ní chỉ xuôi. Nào, chị Dinh đâu? Nǐ de nǔ er qǐ suì le? Nǐ de nǔ er qǐ suì? Nǐ de nǔ er qǐ suì? Ừ. Chị Dinh có đấy không? Nǐ de nǔ er qǐ suì? Không thấy ở đây à? Rồi thì bạn khác nào? À, gì nhỉ? Anh Hà Thanh nào? Ừ, nỉ đợ, nỉ hiểu, nỉ hiểu chỉ có hái chữ. Anh Hà Thanh, nỉ hiểu chỉ có hái chữ. Ủa hiểu, si cơ dẫn hái chữ. À, sư cơ hái chữ đúng không? Bốn, à, bốn sư con. Sư cơ hái chữ. Vậy hả? Nào mà ta, chơi ta tợ, người lớn nhất thì làm sao? Hoặc là tì cơ đi, à, người đầu tiên, chỉ xoay hay là cua ta là? Tì cơ. Tì cơ. Ơ sứ ba xoay. À, tì cơ ơ sứ ba xoay là đúng không? Ừ, 28 tuổi rồi. Đấy, thế là chúng ta là gần như là đều đáng tuổi con của anh hết rồi đúng không? Nhá. Tiêu cơ nào? Ừ, tiêu cơ chỉ xoay là? Ơ sứ ủ xoay chứ, ủ sứ thành 52 rồi, ơ sứ ủ. À, câu hỏi lại câu này nào nhỉ? Ai tiêu tiêu tức là bạn thứ hai đấy ạ. À, tiêu cơ tức là bạn thứ hai là bao tuổi ạ? Tiêu cơ tức là tiêu cơ 25 tuổi. À, 25 tuổi đúng không? Tì san nữa, tì san cơ tua ta là 12 tuổi. À, 12 tuổi đúng không ạ? 12 tuổi hả? Thế chơi xẻo tợ, chơi xẻo tợ. Bạn nhỏ nhất thì bao tuổi ạ? Chơi xẻo tợ. Xẻo tợ. Sứ xuôi. À, sứ xuôi đúng không ạ? À, bạn nhỏ nhất là cũng được 10 tuổi rồi đúng không? Ok. Nì nhỉ, Nhung nào? Nì tợ nữ ớt đúng không? Nì tợ nữ ớt chỉ xuôi, Nhung. Nì tợ nữ ớt chỉ xuôi. Hãy đi đâu rồi? À, chị Hoa nào? Chị Hoa đâu? Nì yếu chỉ cơ, nì yếu chỉ cơ hái chữ. Em đây ạ. Nào, nì yếu chỉ cơ hái chữ. À, nì yếu chỉ cơ hái chữ. Có mấy con rồi ạ? À, ơ chữ. Lẻ cưa nhá. À, thường là khi mà nói đến lẻ số cưa. Lượng. À, hôm trước mình học số 2. Số 2 ngoài đọc là ơ ra nó còn đọc là lẻ. Khi các bạn muốn nói đến số lượng nhá, thì thường người ta sẽ hay dùng là lẻ. Ừ, số lượng mà là 2 hay dùng là lẻ nhá. Vậy sẽ nói là lẻ cưa đúng không? À, yếu lẻ cưa. Ti cưa tua chỉ xoay lo. Ti cưa chỉ xoay lo. Bạn đầu tiên được mấy tuổi rồi ạ? Hay là tua ta lo? Ti cưa. Ừ, tỷ cương. Ờ, sư xuôi ạ. À, 4 tuổi ạ. Sư xuôi, 14 đúng không ạ? Không, 4 tuổi cơ ạ. À, thế là sư xuôi thôi nhá, sư xuôi. Đấy, à. cái số này chúng ta phải đọc rõ ràng ra, nếu không thì người ta sẽ rất hay nhầm. Ừ, nhá, sư xuôi. Ồ, thế đứa đầu mới 4 tuổi thôi à? Tiêu nó, thế đứa thứ hai thì mấy tuổi ạ? Tiêu chỉ xuôi nó.
bia là ơ ơ xây ạ. À, lẻng xây lơ đúng không? À, 2 tuổi. Ồ, thế thì chứng tỏ là chị cũng kết hôn muộn đấy đúng không? Vâng ạ. Ồ. Nói chung muộn quá ạ. Ờ, nỉ chi nén tua ta là, nỉ chi nén tua ta. Thế chị năm nay bao nhiêu ạ? Của chi nén san xứ liêu xuây. Ồ, san xứ liêu xuây đúng không? À, thế là 32 mới lấy chồng à? ơ xứ ba xuây đúng không? Ồ, thế là lấy chồng xong rồi mãi phải mấy năm sau mới có em bé đúng không ạ? Ờ nhá, ok. Tiếp theo nào, chúng ta có chữ gì đấy ạ? Khẩu, khẩu nhé các bạn. Cái này không, cô không để thành từ mới ở trong sách đâu. Đó. Nhưng mà bởi vì nó liên quan đến câu hỏi, thế nên là nó có trong cái câu hỏi nên là chúng ta sẽ học thêm từ mới nhé. Từ đọc một khẩu ạ. Khẩu sẽ dịch là cái miệng hoặc là nhân khẩu nhé. Từ này có hai nghĩa. Thứ nhất là để chỉ cái miệng của chúng ta. Và thứ hai là để chỉ nhân khẩu, tức là để chỉ gọi là số người trong gia đình. Đấy. Thì người ta hay dùng cái chữ khẩu này. Viết như kiểu cái ô vuông ấy, đúng không? Nghĩa gốc của từ này là miệng nhé, nhưng ngoài ra nó còn dịch là nhân khẩu nữa. Vậy ví dụ bây giờ chúng ta muốn hỏi xem là nhà bạn có bao nhiêu người, muốn hỏi đến các thành viên trong gia đình, vậy chúng ta sẽ hỏi như thế nào đây? Nhà bạn có cha chị của rắn. Vậy thì mình sẽ hỏi lần lượt nhé. Nhà bạn thì bây giờ sẽ phải đổi lên, bạn lên trước đúng không? Bạn lên trước. Của tợ cha. Cha đúng rồi. Có là gì? Nhì tợ cha. Có là dậu đúng không? Mấy là gì? Dậu. Chỉ khẩu rắn. Ừ, đúng rồi, mấy là chỉ đấy, cái từ chỉ chúng ta vừa học xong là chỉ đúng không? Người thì là rắn nhá. Nhưng mà các bạn để ý này. Khi mà chúng ta muốn hỏi xem là đến dân số, gọi là nhân khẩu trong gia đình ấy nhá. Bình thường mình chỉ hỏi là mấy người thì mình chỉ dùng chỉ với rắn thôi đúng không? Nhưng mà người ta vẫn phải cho cái chữ khẩu ở đây nhá. Đây là cụm gần như kiểu cố định rồi, cố định rồi. Đấy. Sau này chúng ta sẽ học đến cái bài lượng từ, chúng ta sẽ giải thích kỹ hơn là tại sao người ta lại phải cho chữ khẩu ở đây. Thế còn bây giờ chúng ta cứ biết là khi mà hỏi đến số lượng người trong gia đình thì trước cái giữa cái chữ chỉ và chữ rắn này chúng ta bắt buộc phải có chữ khẩu vào nhá. Được chưa? Sau này đến bài số 10 cô sẽ giải thích cho các bạn tại sao nó lại phải có cái này ở đây. Nhị cha hữu chí khẩu rắn, nhị cha hữu chí khẩu rắn nhá. Đấy, đây là câu hỏi này. Tức là nhà có mấy cái miệng ăn đấy, nhà có mấy cái tàu há mồm đấy, tức là nhà có mấy nhân khẩu đấy, đúng không? Ừ, đấy. Nhị cha hữu chí khẩu rắn. Hoặc đôi khi nhá, các bạn có thể thay bằng từ này cho cô cũng được này, thay cái chữ khẩu bằng chữ này cho cô được này. Cưa. Đấy, cưa. Những cái thành phần như là khẩu hay là cưa này này, trong tiếng Trung nó gọi là thành phần lượng từ. Đấy, sau này bài số 10 chúng ta sẽ được học lượng từ. Tức là sao ạ? Khi nói đến số lượng của một danh từ nào đấy thì giữa cái số lượng và danh từ bao giờ cũng phải có cái thành phần này ở giữa nhá. Đấy. Cưa. Như vậy các bạn có thể hỏi là nỉ cha yếu chí khẩu rấn hoặc là nỉ cha yếu chỉ cưa rấn đều được nhá. Yếu chí khẩu rấn hoặc là yếu chỉ cưa rấn. Vậy khi trả lời chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Ví dụ nhà tôi có 4 người đúng không? Ừ, vậy sẽ trả lời là nhà tôi có giáo sư của rắn. Ừ, của cha. Ừ, nhà tôi là của cha hiểu. Đúng rồi, 4 người thì sẽ nói là sư cậu rắn. Sư nhá, sư. Sư cậu. Đừng đọc là cậu nhá, nếu cậu thì thành con chó rồi đấy, nên là phải đọc bật hơi lên khẩu. Khẩu nhá, sư khẩu rắn. Khẩu rắn. Ừ, đấy. Hoặc là dùng cái từ cưa đi cũng được, các bạn có thể nói là sư cưa rấn nhá, sư cưa rấn cũng được. Đấy. Chưa, nhá. Như vậy công thức sẽ là gì thôi, của cha dậu sau đó cộng với số và cộng với từ khẩu rấn hoặc cộng với từ cưa rấn là được đúng không nào? Tôi sẽ hỏi qua các bạn xem nhá. Đặng Hương nào, nghỉ cha hiểu chí khẩu rấn. Ừ, nghỉ cha hiểu chí khẩu rấn. Của cha hiểu ủ cơ rấn. À, hiểu ủ cơ rấn đúng không? Sấy, gồm những ai nhỉ? Em có thể liệt kê được không? Sấy. Ba bà ma mà. Chia chia. Ủa, mây mây. À, mây mây đúng không? À, bây giờ nếu mà chúng ta muốn nói chữ và. Nào, bây giờ hướng dẫn chữ và nhé, đúng không? Mình hay nói là em trai, em gái và tôi. Thế tôi bây giờ hay kể cuối cùng, đúng không? Vậy chữ và sẽ là gì? Hứa. 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 Ừ, đọc là hứa. Ừ.
Đây, đây chữ khứa đây. Đấy, chữ hán của nó này, phiên âm nhá, H E và thanh hai. Phiên âm của nó là đây, viết lại phiên âm này, thờ em. Khứa. Như vậy có thể nói là gì đây ạ? Pa pa, ma ma đúng không? Chia chia, ti tì hay là mây mây, khứa của đúng không? Bạn khác nào? Phương, bị cha hiểu chí khẩu rấn. A Phang, bị cha hiểu chí khẩu rấn. Ủa cha hiểu ba người rấn ạ. Ủa, hiểu ba người rấn cơ à? Ồ, tám người. Ồ, hẳn tua đúng không? Ừ. Những ai nhỉ? Những ai nhiều thế? Ủa, ba ba, ma mà. Ủa chỉ chia. Sư cơ mây mây, y cơ ti tì cơ ủa. Ồ, thế à? Sư cơ mây mây cơ, bốn em gái nữa cơ. Chứ. Oh, thế là nhà chắc là cố cậu út à? Cố cậu út đúng không? bố mẹ cố đẻ cậu út nên là thành bốn chị em gái đúng không? Rồi ok. Tiếp nào bạn khác đâu? Nhung, mì cha nhiều chí khẩu rấn hay là mì cha nhiều chỉ cơ rấn? Của cha nhiều liêu khẩu rấn. À, liêu khẩu rấn. Những ai nhỉ? Papa. Ba bà ma mà à, lão công nhủy ơ ớ chữ à ớ chữ à khứa khứa của khứa của khứa của à khứa của rồi ok nhá. Bạn khác nào? A Mân, anh Mạnh, thì cha hiểu chí khẩu rấn. Của cha hiểu liêu cơ rấn. À liêu cơ rấn. Sấy ba bà ma mà lão búa lẻng cưa, lẻng cưa khứa của lẻng cưa gì, lẻng cưa gì, hai phải hai gì đã, lẻng cưa hái chữ, à lẻng cưa hái chữ, khứa của, rồi đúng rồi, rất tốt đúng không ạ, hai con và tôi đúng không, rồi bạn khác nào, Đình Vương, vì cha hiểu chí khẩu rấn hay vì cha hiểu chỉ cơ rấn, của cha hiểu ủ ú khẩu rấn. À ú, nếu mà thế em phải đổi lên là ú khẩu rấn. À của cha hiểu ú khẩu rấn. Ú khẩu rấn. Ừ. Những ai nhỉ? À, của ba bà, của ba mà à cơ cửa. Tì tì. Ai nữa không? Anh trai này. Mới có bố mẹ này với lại cơ cửa anh trai này, còn hai người nữa không ạ? Em trai hay em gái? À, cả anh trai cả em gái. Ờ thế em gái thì là gì? Cứ cười em kể rồi, em gái là gì? Mây mây đúng không? Ừ, mây mây. Mây mây. Và gì nữa? Khứa gì? Và tôi nữa đúng không? Ừ nhá, mày nói là khứa của, được chưa? Ừ đấy, khứa của nữa. Thảo nào, mì cha hiểu chí khẩu rấn Thảo. Ủa cha hiểu sư khẩu rấn. À. Ở ba bà ma mà cơ cửa khứa ủa. À rồi Ngọc Linh, bị cha nè, bị cha hiểu chỉ hiểu chỉ cơ rấn. Của cha hiểu ủ khứa rấn. Ừ ủ cơ rấn. Của ba bà ma mà mây mây tì tì tao ủa khứa khứa ủa khứa ủa. À, rồi ok đấy nhá, thì đấy là cái cách mà chúng ta hỏi xem là nhà có bao nhiêu người đúng không, đấy rồi thế ở đây có một số các cái thêm một số các cái thành viên trong gia đình nhá, chồng nó biết rồi đúng không, lão công lão phúa, con trai thì là nữ à, con gái thì là nữ ở và con trai là ở chữ nhá, rồi thôi cái này chúng ta tham khảo thôi. Rồi tiếp theo, trước khi đi vào học cái sẽ hướng dẫn cho các bạn cách biểu hỏi xem là gì ạ, kết hôn chưa đúng không, tình trạng hôn nhân, à tình trạng hôn nhân thì chúng ta sẽ học một cái công thức chung, học một công thức chung như sau, đó là chúng ta muốn hỏi xem là ai đó đã thực hiện một cái hành động gì đấy hay chưa nhá, hay nói cách khác là ai đó đã làm gì chưa đấy, thì mình sẽ hỏi như thế nào, nǐ jiē hūn lè ma. Ừ rồi, đây là mình đang nói công thức chung chung đã đúng không ạ, à, công thức chung chung hỏi xem là ai đó đã làm cái gì đó chưa, à, thì công thức của nó sẽ như sau này, câu hỏi sẽ là chủ ngữ trước, S là thể hiện chủ ngữ này. Đấy, sau đó cộng với động từ đúng không? Là cái hành động mà chúng ta thực hiện này. Có tân ngữ thì cộng với tân ngữ nhé.
cuối câu. À, cuối câu này các bạn sẽ sử dụng cái này cho cô này. Lơ ma. Bình thường lần trước mình chỉ dùng ma thôi. Nếu mà dùng ma không thì chỉ hỏi là không thôi đúng không? Bạn ăn cơm không thôi. Đấy, ví dụ thế. Nhưng ví dụ bây giờ hỏi là bạn ăn cơm chưa? Đấy, thì chúng ta phải dùng cái từ này. Lơ ma nhé. Phải nói là lơ ma ở cuối câu. Đấy. Rồi, như vậy chúng ta chép cái công thức này vào. Hỏi xem ai đó đã làm gì chưa? Đấy. Chủ ngữ này, cộng động từ, cộng đơn ngữ. Cuối câu sẽ phải dùng từ này nhé. Lơ ma. Đúng không? Cuối câu. Ví dụ nào, bây giờ thử đặt cho cô câu này xem nhá. Bạn đi làm chưa hay là bạn làm việc chưa đúng không? Làm việc thì có từ gì đấy? Động từ gì? Cung chua đúng không? Ừ, cung chua. Như vậy hỏi bạn đã đi làm chưa hay bạn làm việc chưa có thể hỏi như nào? Nỉ. Nỉ sang ban lơ ma. Ờ, cung chua đi. Ờ, sang ban các bạn ấy chưa học. Ờ, như vậy sẽ nói là gì? Nỉ cung chua lơ ma đúng không? Ừ, nỉ cung chua lơ ma nhá. Hay là gì? Về nhà nào? Về nhà là cái gì các bạn nhớ không? Về nhà. Quấy cha. Quấy cha. Ừ, quấy cha. Đúng rồi, quấy cha. Vậy hỏi là gì? Bạn về nhà chưa? Thì sẽ hỏi như nào? Cha lơ ma. Nỉ quấy cha lơ ma. Ừ, đúng rồi. Nỉ quấy cha lơ ma đúng không? À, về nước nào? Ai biết từ về nước thì mình sẽ biểu thị như nào? Quấy cua. Ừ, đúng rồi. Quấy là về nhá. Nước lại chính học từ đất nước là cua đấy. Như vậy về nước sẽ nói là quấy cua đúng không? Ừ, quấy cua. Như vậy hỏi là bạn về nước chưa? Nỉ quấy cua lơ ma. Hay là giám đốc Vương về nước chưa nào? Giám đốc Vương về nước chưa? Quán Trinh Lý quấy cua. Quán Trinh Lý. Quán Trinh Lý quấy cua. À, lơ ma đúng không? Quấy cua lơ ma. Quán Trinh Lý quấy cua lơ ma. Đúng không chưa? Nào, bây giờ một số bạn nói lại cho cô đã nhá, xem hiểu chưa này, nhớ chưa này. Quỳnh Anh nào? Dạ. Ừ. Bạn nào uống trà sữa chưa? Ví dụ cô mua cho em trà sữa đúng không? Sao cô hỏi em là gì? Thế em đã uống trà sữa chưa? À, chị hỏi như nào? Nỉ khưa nải trà ma, lơ ma. Ừ, đúng rồi, phải lơ ma nhá. Ừ, nỉ khưa nải trà lơ ma, đúng chưa? Ừ, rồi. À, tiếp này hay là gì đây ạ? Bạn hoặc là ông ấy về nước chưa? Ông ấy đã về nước chưa? Tha huay của quấy cua ma, lơ ma. Quấy cua lơ ma. Đúng rồi, tha quấy cua lơ ma đúng không? Ừ, tha quấy cua lơ ma nhá. Tiếp nào. Học từ gì rồi nhỉ? À, bạn đi ngân hàng chưa đi thì sẽ biểu đạt như nào? Bạn đã đi ngân hàng chưa? Đi ngân hàng. Lơ ma. Ừ, đúng rồi, đi truy in hàng lơ ma đúng không? Ừ, rồi, đúng rồi, đi truy in hàng lơ ma, đúng chưa? Đấy nhá, thì đấy là câu hỏi. Nhớ là sẽ cho lơ ma cuối câu. Thế trả lời thì mình sẽ có hai dạng để trả lời đúng không? Một là trả lời ở dạng phủ định, ví dụ nói là vẫn chưa làm gì nhá. Vậy thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Chủ ngữ này. Đấy, sau đó trước khi đến động từ chúng ta dùng từ này cho cô này, khái mấy, người đọc là khái mấy nhá. Khái mấy. Sau đó cộng với động từ, cộng với tân ngữ. Ví dụ nói là tôi vẫn chưa ăn cơm, tôi vẫn chưa uống trà sữa, ông ấy vẫn chưa về nước đúng không ạ? Tôi vẫn chưa về nhà. Đấy, thì mình sẽ dùng cái từ khái mấy để trả lời. Chị Mai nào, chị Mai thử nói cho em xem nào. Ví dụ nói là gì? Chồng tôi vẫn chưa về nhà. Chồng tôi vẫn chưa về nhà. Vậy cô này sẽ biểu hiện như nào? Ủa lão công khái mấy khuấy cha. Đúng rồi, của tợ lão công khái mấy khuấy cha đúng không? Giám đốc Vương vẫn chưa về nước nào? Giám đốc Vương vẫn chưa về nước. Quảng Trinh thì khái mấy khuấy cha. À, khuấy cúa. Đúng rồi, khái mấy khuấy cúa đúng không? Ừ. Bạn khác nào? À, anh Lâm đâu? À, ví dụ nói là gì đây ạ? Tôi vẫn chưa đi làm. Ừ, tôi vẫn chưa làm việc đúng không? Hay tôi vẫn chưa đi làm? Vâng. Ủa khái mấy? Ủa khái mấy? Cung gì? Cung chua. Cung chua. Ừ, đúng rồi. Ủa khái mấy cung chua đúng không? Ừ nhá. Rồi, ok. Đấy. Hay là gì ạ? Tôi vẫn chưa uống rượu. Vâng. Ủa khái mấy? Khưa chiểu. Ừ. Ủa khái mấy khưa chiểu. Nhá. Rồi ok. Đấy, hiểu công thức này chưa? Rồi. Thế còn cách thứ hai là chúng ta sẽ trả lời theo dạng khẳng định đúng không ạ? Tức là gì? Chúng ta đã thực hiện cái hành động gì đó rồi. Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ dùng từ này cho cô này. Từ đọc là gì đây? Ỷ trinh nhá. Ỷ trinh cộng với động từ, cộng tân ngữ và cuối câu nhá. Cuối câu chúng ta phải có thằng này vào, có lơ vào nhá. Cái từ ỷ trinh này thì có cũng được, không có cũng được này. Nếu có thì nó sẽ nhấn mạnh. Đó, nhấn mạnh hơn. Thế còn lơ ở cuối câu thì bắt buộc phải có nhá. Lơ ở cuối câu là thể hiện là đã thực hiện cái gì đấy rồi đấy. À, rồi. Đấy, như vậy sẽ nói là cái gì gì đấy, ỷ trinh, lơ. Trinh chính là trong từ trinh lỵ đấy, đúng chưa? Nào, để cho cô này xem nhá. Hạnh nào, ví dụ nói là ông ấy về, ông ấy đã về nước rồi hay ông ấy về nước rồi? À, tha trinh, trinh, ỷ trinh.
Thái ỷ trinh khuấy gì? Khuấy cúa lơ, đúng rồi. Thái ỷ trinh khuấy cúa lơ, đúng không? Nhá. Đó. Anh ấy đã về nhà rồi nào, anh ấy đã về nhà rồi. Thái ỷ trinh khuấy cha lơ. Ừ, tôi thấy thái ỷ trinh khuấy cha lơ, hiểu chưa? À, ông ấy đã uống rượu rồi nào, ông ấy đã uống rượu rồi. Thái ỷ trinh khưa chiểu lơ. Ừ, đúng rồi, thái ỷ trinh khưa chiểu lơ, hiểu chưa? Rồi, ok, đấy nhá. Như vậy là chúng ta có cái cách hỏi làm gì đấy chưa này, trả lời đã rồi hoặc là vẫn chưa, đúng không? Rồi nào, chúng ta học nốt cái từ này thì chắc là chúng ta sẽ tạm nghỉ trong bài hôm nay nhé. Bài này chúng ta cũng sẽ phải học trong vòng 2 buổi thì mới luyện và mới hết được. Có từ gì đây ạ? Chia khuân. Chia khuân. Kết hôn. Động từ nhá. Cái từ này dịch là kết hôn hoặc có thể dịch là gì cũng được. Cưới cũng được, đúng không nhá? Kết hôn hoặc là cưới ạ. Chia khuân. Rồi, cô hướng dẫn qua viết chữ chiếu khuân này như thế nào nhé. Cái bộ này là bộ mịch đúng không? Chúng ta thấy gặp rất nhiều này. Đấy. Sau đó này, bên phải này, viết bên trên trước đi, ngang trước, sổ này, đúng chưa? Sau đó ngang. Cái ngang bên dưới nó sẽ ngắn hơn ngang bên trên một chút nhé. Đấy, sau các bạn viết bộ khẩu. Chưa? Chiếu. Khuân này, bộ nữ trước đúng không? Ừ, nữ trước. Bên trên này, 1 này, 2 này, đấy. 3 này, 4 này. Đấy, sau bên dưới nhá, cũng là bộ khẩu nhưng mà có thêm một nét gạch bên trong nữa, đúng không? Đấy, chia khuân. Động từ kết hôn. Vậy bây giờ nếu áp theo công thức vừa rồi đúng không? Hỏi là bạn kết hôn chưa, đúng chưa? Vậy mình sẽ hỏi như thế nào nhỉ? Nỉ chứ khuân lắm mà. À, đúng rồi, gì đây? Bạn kết hôn chưa? Nỉ. Ừ, chia khuân lơ ma. Đây, nỉ chia khuân lơ ma. Nghỉ chiếu khuân lơ mà. Vậy trả lời chúng ta cũng sẽ có hai cách trả lời thôi. Một là đã kết hôn rồi, hoặc hai là gì, vẫn chưa kết hôn, đúng không? Vậy tôi vẫn chưa kết hôn. Nào, áp dụng công thức này thì sẽ nói như thế nào? Máy chiếu khuân. Ừ, gì nhỉ? Thảo nào, Thảo thử nói cho cô xem nào. Tôi vẫn chưa kết hôn. Ủa khai mấy chiếu khuân. Chiếu khuân, ừ, ủa khai mấy chiếu khuân, đúng không? Ừ, nhá, rồi, ok. Thế tôi kết hôn rồi sẽ nói như nào Thảo? Ừ, Thảo nói cho cô đấy xem nào. Ủa? 我已经结婚了，结婚了，啊，嗯，呀，我已经结婚了。rồi đấy, đấy là từ chiếu khuân. Đình Hương nào đọc lại cho cô các cụm này một lần nữa nhé. Nghỉ chiếu khuân mà. Chiếu khuân lơ mà nhé, đọc lại này, nghỉ chiếu khuân lơ mà. Nghỉ chiếu khuân lơ mà. Của khái. Của khái mấy chiếu khuân. Ngọc Linh nào lại là nữa. Nghỉ chiếu khuân lơ mà. Của khưa mấy chiếu khuân. Khái mấy, tập lại này, của khái mấy. Của khái mấy chiếu khuân. Của khái mấy chiếu khuân, được chưa? Bạn khác nào, vì nhờ Phương, Phương đọc lại nữa cho cô đi. Nghỉ chiếu khuân lơ mà. Ủa hai mấy chiếu khuân. Rồi ok đấy nhá. Ok thôi, tạm thời hôm nay chúng ta học đến đây cho cô thôi nhá. Buổi sau chúng ta sẽ học tiếp. Một lát nữa thì cô sẽ gửi bài tập về nhà cho các bạn, đúng chưa? Đó, rồi. Là sư cha chen, nhớ mân cha chen. Rồi, cha chen. Lê Lê Ma. Lê Lê Ma. Chưa gì lão sư. Quá nã. Hẳn lấy. Hẳn lấy. Chen phú lấy. Phú lấy, đúng không? Của chế tớ cao sinh, hoàn cao sinh. À, họ, của giờ chế tớ hoàn cao sinh, đúng không? Rồi nhá, rồi, chai chen. Sư chai chen. Chai chen.